chương 71. 71. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở một cái lão sinh dẫn dắt hạ, Tô Tình cùng cố chiến hai người rốt cục tìm được ký túc xá lâu, hơn nữa cùng người nói tạ. Tô Tình ở dưới lầu dừng bước, nhẹ nhàng nói, liền đến này đi, ta bản thân lấy đi lên là được rồi. Bởi vì nữ sinh ký túc xá minh xác quy định không cho phép nam nhân đi vào, cho nên nàng cũng không có biện pháp. Ân. Ừ cố chiến cuối mâu, trầm thấp lên tiếng. Bởi vì hắn gần nhất thật sự bề bộn nhiều việc, lần này xin phép thỉnh cũng thật gian nan, cho nên hắn là trực tiếp định buổi tối xe lửa chạy trở về, này vừa đi cũng không biết bao lâu tài năng tái kiến, bất quá trên mặt hắn cũng không dám quá mức cho biểu lộ ra đến, miễn cho nhường vợ càng thương cảm. Kia! Ta đây lên lầu. Tô tình một mặt không tha xem hắn, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, khả chân liền cùng bị dính trên mặt đất giống nhau chuyển cũng chuyển bất động đi thôi ta rất nhanh sẽ quá tới tìm ngươi cố chiến đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng an ủi nói hảo chính ngươi cẩn thận một chút còn có ta đưa cho ngươi bùa hộ mệnh ngươi tùy thân mang theo cô tình cho rằng lời hắn nói là nói hắn ở nghỉ phép thời điểm đi lại tìm nàng cho nên trong lòng cũng không nghĩ nhiều nàng xem trước mắt người này ánh mắt có chút ê ẩm nàng áp chế trong lòng nảy lên đến thương cảm, khẽ cắn môi xoay người liền đi. Nàng sợ nàng tại như vậy tiếp tục chờ đợi liền thật sự muốn khóc, nàng cũng không biết bản thân có phải không phải mang thai về sau trở nên yếu ớt, thế nào đột nhiên biến như vậy già mồm cải láo. Cố chiến ánh mắt thật sâu xem của nàng bóng lưng, lẳng lặng ở tại chỗ đứng yên thật lâu, cho đến khi tiền phương thân ảnh càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở tại cửa thang lầu, hắn mới rốt cuộc xoay người rời đi. Vào ký túc xá lâu về sau, Tô Tình tạm thời đem biệt ly vẽ u sầu đặt ở sau đầu, nàng dẫn theo bản thân hành lý chậm rãi trèo lên lầu 4, bởi vì thấy nàng một cái tiểu cô nương một người mang theo nhiều như vậy này nọ, cho nên có người ra tay giúp nàng cùng nhau đem hành lý chuyển đi lên. Tô Tình tò mò đánh giá chung quanh, vì bên này trụ đều là tân sinh, cho nên trên hành lang tiếng tiếng, tiếng xuất xuất náo nhiệt cực kỳ, rốt cục ở mỗi một gian phòng đi qua về sau, nàng rốt cục ở một gian ký túc xá cửa đứng lại, Môn là thẳng mở ra, cho nên nàng thẳng đi đến tiến vào. Cô Tình đi vào phòng ở phản ứng đầu tiên chính là tiểu thật nhỏ phi thường tiểu. Toàn bộ ký túc xá giường ngủ có bốn, hơn nữa đều là cao thấp vô hình thức, nhưng là trong phòng trừ bỏ giường bên ngoài cũng chỉ có chính giữa hành lang chỗ làm ra vẽ một cái bàn gỗ, mà lúc này trong ký túc xá đã có người, hơn nữa đều tự một đống lớn hành lý lần này xem như vốn sẽ không đại phòng liền có vẻ càng thêm chật chội nhìn thấy bên ngoài có người tiến vào đang ở bản thân trên vị trí bận việc làm màng tôn ngọc trân chạy nhanh đứng dậy nên đón nhĩ hảo ngươi là của chúng ta xá hữu đi ta gọi tôn ngọc trân ôn nhuận như ngọc ngọc trân châu trân ngươi bảo ta ngọc trân là được rồi nàng vừa nói một bên cẩn thận đánh giá mới tới xá hữu xem tô tình kia khuôn mặt của nàng thứ nhất cảm giác chính là tinh xảo các ngươi hảo ta gọi tô tình trời quan tình tô tình cười nói nghe được các nàng đối thoại về sau một cái nữ sinh cũng đã đi tới một mặt ngại ngùng nói ngươi nhĩ hảo ta gọi vu sang đến từ y tỉnh ký túc xá mọi người đến đông đủ sao tô tình đạp vào phòng tò mò hỏi còn không có đâu hơn nửa ngươi tổng cộng mới ba người bây giờ còn có một cái xá hữu không có tới Tôn Ngọc Trân nhiệt tình nói. Tô tình gật gật đầu, theo hành lang đi tới bản thân giường ngủ tiền, nàng là giường số 3, là thượng phô vị trí. Mà của nàng hạ phô vừa vặn chính là Tôn Ngọc Trân. Ngươi là ta thượng phô A, chúng ta tiểu sang đã đem ký túc xá đại khái quét một lần, bất quá này vẫn là rất bẩn, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem chăn làm tới trên đất. Tôn Ngọc Trân hảo tâm nhắc nhở nói. Tô tình. Hảo nàng theo bản thân hành lý bên trong tìm được một khối toái bố, sau đó cầm lấy đi dính điểm thủy, cẩn thận đi đến trên giường đem bản thân giường lau sạch sẽ. Cũng không biết có phải không phải lâu lắm không ai ở, ván giường thượng cho bụi đều xếp thành một tầng, tô tình tới tới lui lui lau vài lần về sau mới nhìn sạch sẽ tấm ván gỗ mới rốt cuộc vừa lòng. Sau đó nàng lại bò xuống giường đem bản thân lĩnh ổ chăn đều làm tới trên giường, ở một mảnh bận rộn bên trong, thời gian liền như vậy trôi qua 2 giờ. Tô tình đứng trên mặt đất chủy chủy bản thân cổ, yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khả xem như làm xong rồi. Chúng ta muốn cùng đi ăn cơm sao? Tô Ngọc Trân thấy mọi người đều bận hết, ra tiếng đề nghị nói. Tô tình ngẩng đầu hướng trong ký túc xá duy nhất cửa sổ nhìn đi qua, này mới phát hiện bên ngoài thiên vậy mà cũng đã đen, nàng gật gật đầu nói, tốt. Tô Ngọc Trân thấy thế lại quay đầu hướng tới ký túc xá một người khác hỏi, tiểu sang ngươi đâu? muốn cùng nhau sao? Vu Sang dừng một chút, qua sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, các ngươi đi thôi, ta chờ hạ tiếp qua đi. Đại gia dù sao còn không thuộc, nàng đều nói như vậy, hai người cũng không thể cưỡng cầu, cho nên cuối cùng Tô Tình đi theo Tôn Ngọc Trân hai người cùng đi căng tin ăn cơm. Đại khái bàn ăn là tối có thể tăng tiếng tình nghĩa địa phương, một bữa cơm xuống dưới, hai người nhưng là lẫn nhau hiểu biết rất nhiều. Tô Tình cũng biết Tôn Ngọc Trân vậy mà đã là hai cái hài tử mẹ, khi đó của nàng biểu cảm chỉ có thể dùng trợn mắt há hốc mồm đến hình dung. Tuy rằng lần này thí sinh bởi vì đột nhiên khôi phục thi cao đẳng mà lệch lạc không đều, hơn 30 tuổi lão sinh cũng có không ít, khả Tô Tình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mang theo lưỡng đứa nhỏ còn có thể có tinh lực khảo đến kinh đại nhân, cho nên trong lòng cũng rất bội phục. Mà Tôn Ngọc Trân biết Tô Tình bây giờ còn trong ngực dựng về sau liền đối với nàng càng thêm chiếu cố, dù sao nàng cũng biết mang thai thời kỳ khó khăn thế nào, huống chi còn tại trong trường học, hiện tại lại chiếu cố học tập, cho nên nàng siêng năng hướng tô tình truyền thụ các loại dưỡng thai kinh nghiệm còn có một chút chú ý hạng mục công việc. Điểm ấy tô tình nhưng là nghe thật nghiêm cẩn, kia biểu cảm nghiêm túc còn kém lấy cái tiểu sách vỡ nhớ kỹ. Tôn Ngọc Trân thấy nàng này tấm bộ dáng, một mặt buồn cười nói, ngươi cũng đừng quá mức khẩn trương, kỳ thực 10 tháng cũng liền nháy mắt công phu, Đừng nhìn hiện tại cảm thấy rất mệt, hãy nhìn đến cục cưng một khắc kia ngươi liền cảm thấy cái gì trả giá đều đáng giá. Ừ ừ. Tô Tình Liên thanh phụ họa nói. Bởi vì này sao cái tiểu nhạc đệm lại có cộng đồng trọng tâm đề tài, hai người quan hệ nhưng là so người khác càng thân mật chút. Mà chờ các nàng cơm nước xong trở lại ký túc xá về sau, phát hiện trong ký túc xá vẫn cứ chỉ có Vu Sang một người đợi, thừa lại một cái giường ngủ vẫn là trống trơn. Tô tình gặp vu sang ngồi ở cái bàn tiền chính nghiêm cẩn xem thư không khỏi phóng nhẹ thanh âm tiểu sang ngươi ăn cơm sao ân ừ. nghe được có người kêu tên của nàng vu sang thế này mới sợ run một chút ngẩng đầu nói ăn nói xong liền lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu sách trong tay bản Tô tình thấy nàng xem nghiêm túc như vậy trong lòng bội phục cực kỳ phải biết rằng từ nàng thảo hoàng thử về sau liền có chút lơi lỏng xuống dưới tuy rằng bình thường cũng sẽ tìm điểm thư đến xem, nhưng lại sẽ không giống nàng như vậy ngay cả ăn cơm đều không ra, liền qua ở trong phòng đọc sách. Đúng vậy, nhìn đến trên bàn làm ra vẻ nhất tiểu khối lương thực phụ, tôi tình liền đoán được vu sang khẳng định không có đi ra ngoài ăn cơm. Kỳ thực vừa nhìn thấy nhân một khắc kia trong lòng nàng đối ký túc xá hai người thứ nhất cảm giác chính là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Tuy rằng mới lần đầu tiên gặp, nhưng là con người tính cách theo nói chuyện thần thái cùng động tác có thể nhìn ra một điểm đến. Tôn Ngọc Trân làm cho người ta cảm giác chính là rất hào phóng sang sản, nói chuyện cũng tương đối thẳng, tiếng phổ thông mang theo điểm phương tính khẩu âm, nhưng nàng vẫn là có thể xem xuất ra cả người lộ ra một cổ không khéo kính. Mà vu sang là thuộc loại hắc gầy hắc gầy cái loại này, không là người da vàng mang theo cái loại này màu vàng, mà là thật sự hắc, thủ cũng cảm giác tương đối thô ráp, bên trên có rất nhiều thật dày vết chai nhìn qua như là hàng năm can việc nhà nông tạo thành gia đình điều kiện hẳn là không là tốt lắm không biết có phải không phải chậm nóng cả người thoạt nhìn có chút ngại ngùng tuy rằng mỗi người đều có bất đồng nhưng tô tình đối với các nàng lưỡng ấn tượng đầu tiên vẫn là không sai cụ thể còn phải xem sau này thế nào ở chung dù sao rất nhiều thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy đều sẽ là giả tượng ở gặp gền trung tô tình một điểm một điểm chậm rãi thích ứng bên này cuộc sống ngày đầu tiên đến đến nơi đây, muốn nói nàng tối không thói quen đại khái chính là nhà tắm. Từ nhỏ đến lớn đều thói quen độc lập phòng tắm, đi đến ở nông thôn về sau cho dù cuộc sống điều kiện kém chút, khá vậy có tắm phòng, mà lúc này vậy mà phải đi nhà tắm lý cùng nhiều như vậy người xa lạ, thẳng thắn thành khẩn tướng đãi nàng thật sự là có chút không thói quen. Không, là thật không thói quen. Tô tình những tự mình đó buồn ngủ ngồi ở trên ghế, ngại ngùng không chịu đi, nàng tha thiết mong nhìn Tôn Ngọc Trân, liền không có nơi nào có thể một người hướng sao. Không có đi. Này phụ cận chỉ có trong trường học có tắm rửa địa phương. Tôn Ngọc Trân cao mày nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Tô tình ánh mắt nhất thời tối lại. Thấy nàng quả thật không thói quen bộ dáng, Tôn Ngọc Trân đề nghị nói, ngươi cũng có thể bản thân đi đánh nước ấm trở về đi toilet tẩy, bất quá lúc này có chút phiền phức nàng đối tô tình không chịu đi nhà tắm tẩy là có chút không rõ dù sao nàng sớm cũng đã thói quen cũng không cảm thấy có cái gì lớn lao dù sao mọi người đều là nữ vậy ta còn phải đi múc nước đi tô tình thở dài một hơi nhận mệnh cầm lấy nước ấm bình so với trơn cùng đại gia cùng nhau tắm nàng cảm thấy nàng vẫn là nguyện ý vất vả điểm nàng lần đầu tiên như vậy hy vọng cải cách nhanh chút đã đến nếu bên ngoài có khôn khéo nhân mở độc lập nhà tắm khi nàng là có thể đi tẩy sạch. Khả hiện ở nói không có gì cả dùng. Chờ Tô Tình liền như vậy tới tới lui lui rằng co thật lâu về sau, mới rốt cuộc gian Nan đem tắm cấp tẩy xong rồi. Cũng may mắn mấy ngày nay nhiệt độ không khí bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, bằng không chỉ là chuyển nước ấm nàng phải không biết cấp chuyển bao lâu, bởi vì các nàng tầng này lâu là không thể đánh thủy, phải đi đến lầu 1 hoặc là cao nhất lâu, mà lầu 4 vừa vặn bị vây trung gian đoạn. Ở chuyển cách ký túc xá gần 2 từ năm đó, Tô Tình lại lại trụ vào ký túc xá, nhưng thay đổi, khả năng vẫn cứ cùng nhiều năm trước có đồng dạng ý niệm, thì phải là, khi nào thì tài năng chuyển đi. Chương 72 72 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở tân ký túc xá đêm đầu tiên, đại khái là bên người đột nhiên thiếu cá nhân duyên cớ, Tô Tình ở trên giường tràn trọc không yên thật lâu đều không thể đi vào giấc ngủ nàng thủ gối lên sau đầu trợn tròn mắt mờ mịt trống rỗng xem phía trên màn, trong đầu trống rỗng. Toàn bộ ký túc xá đã an tĩnh lại, ở hôn ám hoàn cảnh trung chỉ có thể nghe thấy mấy người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, một cái tư thế nằm mệt tô tình nhẹ nhàng phiên hạ thân tử, tấm ván gỗ nhất thời bởi vì không chịu nổi sức nặng mà phát ra kẻo kẹt một tiếng. Tiểu tình, ngươi cũng nên không có ngủ sao. Nghe được phía trên truyền đến động tĩnh, Tôn Ngọc Trân Hoa ở trong chăn rầu rỉ hỏi. Cô tình gật gật đầu, sau đó mới nghĩ đến nàng nhìn không thấy, vì thế nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Lúc này, đối diện trên giường vu sang cũng thấp giọng nói, nguyên lai mọi người đều không ngủ nha, ta còn tưởng rằng các ngươi đều ngủ. Cái này náo nhiệt, làm nửa ngày một cái ký túc xá cũng chưa ngủ a. À. Tôn Ngọc Trân ngáp một cái, buồn cười nói. Đột nhiên thay đổi cái tân hoàn cảnh, ta có chút không thói quen vu sang nhẹ giọng giải thích nói chúng ta đây tùy tiện tán gẫu một chút đi để sau mệt nhọc liền dễ dàng ngủ tô tình đề nghị nói ta là kinh tế hệ các ngươi cũng là sao ta là hóa học hệ tôn ngọc trân nói tiếp vu sang ta là hán ngữ ngôn văn học chúng ta đều là bất đồng chuyên nghiệp a à. tô tình ngẩn người không nghĩ tới đại gia vậy mà đều là không đồng dạng như vậy nàng còn tưởng rằng ký túc xá là ấn chuyên nghiệp lớp phân cái loại này không nghĩ tới ba người chuyên nghiệp đều không liên quan nhau còn tưởng rằng có thể có cái nhận thức nhân cùng nhau đâu không nghĩ tới vậy mà đều không giống với tôn ngọc trân cũng cảm thán nói bất quá ngọc trân ngươi dĩ nhiên là học hóa chất thật là lợi hại không là tô tình rất khoa trương hơn nữa lúc này bởi vì điều kiện hạn chế hơn nữa bình thường trong cuộc sống gốc nang tiếp xúc hiện tại sẽ không bao nhiêu nhân xem biết hóa học, lúc đó thi cao đẳng thời điểm, rất nhiều người trực tiếp nộp lên giấy trắng. Ân, ừ, trong nhà ta đầu trưởng bối là làm nghề này, cho nên ta cũng tính từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất thôi. Công Ngọc Trân gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Khi cũng rất lợi hại. Tô tình thay đổi cái đề tài nói, Tiểu Sang đâu? Ngươi vì sao lại lựa chọn này chuyên nghiệp a? À? Ân. Ừ kỳ thực lúc đó điền tình nguyện thời điểm cũng có chút mộng ở chúng ta ở nông thôn bên kia tin tức lại không phát đạt ta đối này đó cũng không phải hiểu lắm bởi vì bản thân đối văn học phương diện tương đối cảm thấy hứng thú cho nên cuối cùng vẫn là tuyển này chuyên nghiệp đại khái là thật thích vu sang nhắc tới văn học thời điểm trong giọng nói đều mang theo chỉ ra hiển yêu thích nói câu đều so với trước kia dài quá không ít tiểu tình ngươi là bản thân một người tới được sao buổi chiều cũng không gặp đến người nhà ngươi tôn ngọc trân tò mò hỏi không là là ta trượng phu đưa ta đến dưới lầu chẳng qua hắn công tác nguyên nhân lại lập tức chạy trở về tô tình đáp tôn ngọc trân hiểu rõ gật gật đầu nàng đã nói trong nhà nhân làm sao có thể yên tâm nàng một cái phụ nữ có thai bản thân đi lại nguyên lai like là đưa đến dưới lầu bước đi nhưng là bên kia vu sang nghe được tô tình lời nói khiếp sợ cực kỳ a à, tiểu tình ngươi đều lập gia đình sao? Nàng cảm thấy bất khả tư nghị, dù sao nàng cảm giác tô tình nhìn qua so nàng còn muốn nhỏ một hai tuổi bộ dáng. Ân. Ừ. Tô tình nhẹ giọng đáp. Các ngươi đều thật là lợi hại a, à, gia đình học nghiệp hay không lầm. Vu sang yên lặng cảm thán nói. Ngươi cũng có thể, trường học bên này có thể sánh bằng trong nhà cơ hội nhiều, hơn nửa hội có nhiều hơn cộng đồng đề tài. Tôn Ngọc Trân treo gẹo nói đừng ta còn là hảo hảo học tập đi trong nhà liền ngóng trong ta tốt nghiệp về sau tìm tốt điểm công tác đâu ta cũng tưởng giảm bớt điểm gia nhân gánh nặng vu sang liên tục lắc đầu kế tiếp mấy người lại tiếp tục trò chuyện các phương diện trọng tâm đề tài lẫn nhau trong lúc đó nhưng là thân cận không ít qua hồi lâu về sau buồn ngủ quá nha cô tình hai cái trên mí mắt hạ đánh nhau nàng nhẹ nhàng ngáp một cái sắp chống đỡ không được Khi trước không hàn huyên ngủ đi tôn ngọc trân cũng mệt nhọc nàng nhẹ giọng nói một câu vu sang ân ừ. sáng sớm hôm sau thái dương vừa mới theo đường chân trời từ từ dân lên thời điểm trong ký túc xá liền bắt đầu có tất tất cốt cốt động tỉnh định tình vừa thấy nguyên lai là vu sang nàng ở nhà mỗi ngày đều thói quen sáng sớm hơn nữa vừa đến tân hoàn cảnh cũng không nhanh như vậy thích ứng cho nên sáng sớm liền rời giường tính toán thu thập xong bản thân về sau liền xem một lát thư. Nàng gặp trong ký túc xá mặt khác hai người đều còn tại vù vù ngủ nhiều, vì thế liền theo bản năng phóng nhẹ bước chân, theo trên ban công cầm lấy bản thân bàn chải đánh răng cốc nước cùng tráng men bồn đi ra ngoài. Lộc bột một tiếng, ở nhẹ nhàng đóng cửa lại về sau, trong ký túc xá lại khôi phục bình tĩnh. Liền như vậy qua một giờ tả hữu, tô tình trên giường rốt cục có động tĩnh. Ân Tô Tình phiên cái thân, ánh mắt cũng không mở ngay tại trong ổ chăn miễn cưỡng thân cái thắt lưng. Nàng tạp đi vài cái miệng, nhẹ nhàng ở trên gối đầu cọ cọ, lại nửa ngày chính là không chịu trợn mắt. 15 phút lại như vậy trôi qua, Tô Tình cũng dần dần khôi phục ý thức, nàng chậm rãi mở mắt ra, bỗng chốc liền bị ngoài cửa sổ ánh mặt trời đâm đến ánh mắt, qua một hồi lâu sau mới rốt cuộc thích ứng xuống dưới. Nàng xốc lên chăn sờ soạn đến giường thê nhẹ nhàng đi xuống đi vừa hạ đến một nửa chỉ thấy hạ phô tôn ngọc trân cũng tỉnh thanh âm khàn khàn nói ngọc trân sớm ân sớm tôn ngọc trân cũng cùng nàng đánh cái tiếp đón tô tình xuống giường về sau liền gặp vu sang đã ở của nàng trên vị trí mùi ngon xem thư nàng thải dép lê sờ sờ bản thân một đầu lộn xộn tóc tiểu sang làm sao ngươi sớm như vậy hôm nay còn không dùng tới khóa nghe thấy kêu bản thân thanh âm Vu Sang theo trong sách phục hồi tinh thần lại, cười cười, ta đã thói quen, nhưng lại là có chút không thói quen, của các ngươi bữa sáng ta đã đánh đã trở lại, ngay tại trên bàn. Tô tình. Cám ơn ngươi a. À. Vu Sang cười nói. Không cần. Nói xong liền lại cúi đầu. Chờ tô tình thu thập xong bản thân ăn xong bữa sáng về sau, cầm lấy bản thân chìa khóa liền suốt môn đi dạo dạo, không thể không nói cho dù đã trải qua kia náo động 10 năm, nhưng có lịch sử nội tình trường học quả thật không bình thường, lục ấm trên đường nhỏ là lui tới hoặc đi dạo hoặc đưa tin nhân, nhất trùng trùng ngay ngắn có tự có chứa thời đại đặc sắc dạy học lâu cùng một ít giàu có danh nhân dấu vết địa phương nhường tô tình xem nhìn không chuyển mắt. Bởi vì thật sự là quá lớn, cho nên nàng đi rồi nửa nhiều giờ cũng mới đi dạo trường học không đến một phần năm địa phương. Sợ bản thân càng chạy càng xa, lại không có gì xe có thể đáp trở về, cho nên tô tình quá không bao lâu liền bắt đầu dọc theo đường cũ quay trở về chờ nàng về tới ký túc xá lâu chỉ thấy đến bản thân ký túc xá cửa đôi một đống lớn gì đó nàng tò mò tiến lên đi rồi đi qua cửa phòng là mở ra cho nên nàng liếc mắt một cái liền gặp được các nàng ký túc xá duy nhất thừa lại giường ngủ bên cạnh vây quanh hảo vài người này ký túc xá cũng quá kém đi vậy mà vẫn là bốn người gian nhìn xem này sàn này giường cũng không biết bao lâu không lao qua. Một cái quần áo trang điểm nhìn qua đều thật thời thượng nữ tử đưa lưng về phía cửa, một mặt ghét bỏ nói. Vi Vi, ngươi cuối tuần thời điểm liền về nhà ở, này ký túc xá cũng quá hẹp chút, không có gì cả. Bên cạnh hỗ trợ bày ra nệm phụ nhân đối với nàng kia nói. Mẹ, ta không nghĩ tại đây trụ. Nàng kia, cũng chính là hứa Vi Vi lôi kéo mẹ nàng thủ làm nũng nói. Ngươi nhà đầu kia, nói bậy bạ gì đó đâu, người khác tưởng trụ cũng chưa này cơ hội. Nghe được lời của nàng về sau, khi con gái bất mãn nói. Kỳ thực kinh đại dừng chân điều kiện ở hiện thời phần đông trường học trung xem như số 1 số 2, chính là nàng khuê nữ bị trong nhà làm hư, một điểm khổ đều ăn không được. Hứa mẫu trong lòng nghĩ như thế, quay đầu hướng về phía trong phòng người ta nói nói, đồng chí, các ngươi có cái gì không khăn lao linh tinh. Ta tấp quét dọn một chút nga nga có ngươi để sau vu sang tuy rằng không biết nàng kêu là ai nhưng vẫn là lập tức phản ứng đi lại đi trên ban công cầm cái khăn lau cho nàng hứa mẫu cùng người nói tạ về sau quay đầu hướng về phía khuê nữ nói vi vi ngươi cũng cùng nhau quá tới thu thập một chút đây là của ngươi giường chính ngươi quyết định thế nào chỉnh hứa vi vi ghét bỏ xem trước mắt bụi phát phát khăn lau mọi cách không tình nguyện miễn khởi một cái chân bó đi tới miệng còn nhỏ thanh nói thầm như vậy bẩn. Tô tình đứng ở ngoài cửa xem bên trong động tĩnh, nàng cao mày tâm xem trước mắt bày đầy cửa hành lý, nhắc nhở nói, nhĩ hảo, các ngươi có thể đem này nọ cấp chuyển đến địa phương khác sao? Nơi này làm ra vẽ ra vào đều thật không có phương tiện. Nghe tới cửa thanh âm, phòng trong mọi người ào ào quay đầu. Hứa vi vi nhìn thấy nhân sửng sốt một chút, bất quá nghe được nàng nói là của chính mình hành lý, lúc này một mặt khó chịu nói, ngươi ai vậy, ai cần ngươi lo. Tô tình không nói gì, nàng không nghĩ tới trước mắt này tiểu cô nương xem rất đáng yêu, một trương tròn tròn gò má, thật to ánh mắt, xem liền cùng búp bê giống nhau, có thể nói nói làm việc như vậy không làm cho người thích. Nàng áp chế trong lòng bay lên cơn tức, nhàn nhạt nói, ta cũng vậy này gian ký túc xá. Hứa vi vi nghe được về sau ngược lại trợn trừng mắt, quơ quơ trên tay khăn lau, khinh, khinh thường nói, không gặp ta chính vội vàng đâu, chính ngươi có thủ làm chi không chuyển một chút, hơn nữa này phòng nhỏ như vậy, ngươi làm cho ta để chỗ nào nhi đi a? À. tô tình vốn nàng tỳ khí liền không làm gì hảo, hơn nữa mang thai liền càng thêm nóng nảy, ngay tại nàng kém chút muốn chửi ầm lên thời điểm, hứa mẫu chạy nhanh ra tiếng đánh giảng hòa. ta đến đây đi ta đến đây đi, vị này đồng chí thật sự là ngượng ngùng, điều này cũng quả thật là không thả. nói xong liền quay đầu khiển trách, vi vi. Ngươi chú ý điểm, một nữ hài tử giống bộ dáng gì nữa? Biết. Thấy nàng mẹ quả thật muốn tức giận bộ dáng, hứa vi vi không dám lại tranh luận, cúi đầu đáp. Chờ cửa sạch sẽ về sau, tô tình mới rốt cuộc vào phòng. Hôm nay trong ký túc xá nhân cuối cùng là đến đông đủ, khả cuối cùng đến hứa vi vi lại là có chút ra ngoài những người còn lại đoán trước. Nhìn thấy tô tình tiến vào, tô ngọc trân hướng về phía nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu ba người đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau, có chút không nói gì mà chống đỡ. Chương 73 73 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bởi vì đến đây người mới, cho nên mọi người lại lẫn nhau giới thiệu bản thân một phen, nhưng là ký túc xá ở nhiều hơn một người về sau liền mặt danh kỳ diệu lâm vào một loại không hiểu xấu hổ trung, phía trước hứa vi vi không có tới trường học thời điểm, còn lại ba người nhưng là nói nói cười cười, nhưng hôm nay... Ở ký túc xá bầu không khí trở nên càng ngày càng kỳ quái thời điểm, Tôn Ngọc Trân dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ lúc này xấu hổ. Nàng mời mọi người nói, để sau ăn cơm các ngươi muốn cùng đi sao? Tô Tình, Vu Sang đều gật đầu đáp ứng rồi. Tốt. Vì thế Tôn Ngọc Trân quay đầu hướng về phía ở bản thân trên giường không biết bận việc cái gì hứa Vi Vi nói, Vi Vi, ngươi muốn cùng đi sao? Qua sau một lúc lâu, vẫn cứ không ai đáp lại tôn ngọc trân đề cao thanh lượng liên tục kêu lên vi 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 ngươi nếu không muốn cùng chúng ta đi ra ngoài ăn cơm lúc này hứa vi vi rốt cục có phản ứng nàng nghi hoặc hỏi ân bảo ta a à, ta không đi được rồi chúng ta đây bản thân đi tôn ngọc trân nói hứa vi vi ân cuối cùng vẫn là chỉ có tô tình ba người cùng đi căng tin ăn cơm Chờ các nàng trở về về sau trong ký túc xá cũng đã không ai. Ở đưa tin kết thúc về sau, cuộc sống mới chính thức bắt đầu, đang lúc tô tình đối trường học cuộc sống tràn ngập chờ mong thời điểm, chờ đợi nàng thật là, hiểu rõ cuộc thi. Hạ hoàng khóa chiếm được thông tri về sau, tô tình một mặt mộng về tới ký túc xá. Trong ký túc xá đồng dạng này biểu cảm còn có ba người. Gặp tô tình tiến vào, tô ngọc trân sầu mi khổ kiểm nói, người kia cũng muốn khảo. Cô tình gật gật đầu ân hẳn là đều phải đi thảm khảo hoàng thử về sau ta liền không nhúc nhích quá thư trường học cũng quá độc ác điểm thế này mới vừa khai giảng liền muốn cuộc thi công ngọc trân dùng sức cầm lấy bản thân tóc tuyệt vọng nói nàng thi được này trường học cũng mang theo chút vận khí thành phần ở thật hiểm áp ở phân số mặt trên cho nên hiện tại nghe được đột nhiên liền muốn cuộc thi nàng có chút không biết làm sao các ngươi khi nào thì khảo cơ bản không làm gì cùng những người khác nói chuyện hứa vi vi cũng ra tiếng hỏi dù sao đây là vào học giáo về sau tham gia lần đầu tiên cuộc thi đại gia vẫn là rất coi trọng ai cũng chẳng ngờ bị người nói là may mắn vào tô tình đáp thứ hai tuần sau chúng ta cũng là mọi người đều giống nhau đi vu sang nói ai nói nhiều như vậy cũng vô dụng chỉ còn ba ngày thời gian Tôn Ngọc Trân giận dữ nói. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đọc sách đi. Ân. Ừ. Mọi người gật đầu, ào ào về tới bản thân trên vị trí, bắt đầu lục tung. Hô, may mắn lúc trước ta mang theo thư đi lại, bằng không hiện tại đều không biết muốn làm sao bây giờ. Tôn Ngọc Trân theo bản thân hành lý trung lục ra mấy bản giáo tài bộ gián thư, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó quay đầu hỏi những người khác, các ngươi đều mang theo sao? Tô tình, mang theo. Ngay từ đầu nàng là không nghĩ lưng như vậy trọng, khả sau này nghĩ có lẽ có dùng, liền thuận tiện mang theo đi lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cấp dùng tới. Vu sang. Ta cũng mang theo. Nàng vốn liền thích xem thư, cho nên nghe được lời của nàng mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là một bên hứa vi vi nhăn một trương mặt, khóc tan nói, ta không mang. Thi cao đẳng hoàng này thư cũng không biết bị nàng ném tới chỗ nào rồi, cho nên hiện tại về nhà đi lấy cũng khẳng định tìm không thấy. Nàng vừa nói sau, ký túc xá nhất thời một mảnh yên tĩnh. Dù sao mỗi người liền như vậy một bộ, mượn cấp lời của nàng bản thân liền chướng mắt, hơn nữa mấy người cùng nàng quan hệ vẫn là có chút cứng nhắc cái loại này, cho nên đại gia ngươi xem ta ta nhìn xem ngươi, ai cũng không nói chuyện. Hứa vi vi gặp đại gia không nói chuyện, không khỏi biểu môi, ngay tại nàng cho rằng không ai cho mượn cho nàng thời điểm, tô tình ra tiếng trước dùng của ta đi, bất quá ta muốn xem thời điểm ngươi đưa ta. Cũng không phải nàng hào phóng, mà là này đó giáo tài ở phía trước phụ lục thời điểm đã bị nàng phiên lạng, hiện tại cách cuộc thi cũng chỉ trôi qua mấy tháng, trong sách nội dung cùng tri thức điểm nàng cơ bản đều còn nhớ rõ, hơn nữa dù sao cũng là một cái ký túc xá, cũng không thể liền rơi xuống nàng một người. Cảm ơn, cảm ơn. Hứa vi vi liên thanh nói lời cảm tạ, lộ ra lâu như vậy tới nay cái thứ nhất tươi cười không khách khí. Tô tình này mới phát hiện này cô nương cười rộ lên trên mặt vẫn còn có cái tiểu lúng đồng tiền, nhìn qua thật làm cho người ta có cảm tình, nếu không là nàng tỳ khí quá xấu cũng không đến mức nhân duyên kém như vậy. Kế tiếp trong thời gian mọi người liền đầu nhập vào khẩn cấp ôn tập trạng thái, cũng may mắn các nàng bản thân liền có chút trụ cột, cho nên cho dù thời gian thiếu, nhiệm vụ nhanh, nhưng ba ngày thời điểm sách vở cũng phiên không sai biệt lắm chờ ba ngày sau đều tự theo phòng học xuất ra tụ ở vườn trường một cái tiểu góc thời điểm mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi bởi vì này thứ cuộc thi đến đột nhiên đại gia cũng đều không có chuẩn bị cho nên nàng nhóm cho dù khảo không tốt nhưng theo tổng thể đến xem cũng sẽ không thể quá kém hai ngày trước trong ký túc xá mấy người cũng đã hẹn xong rồi chờ khảo hoàng thử liền đi ra ngoài đi dạo dù sao trừ bỏ hứa vi vi bên ngoài các nàng đều là lần đầu tiên đi lại kinh thành Tô tình tuy rằng đời trước đã tới không ít lần, khả lúc này kinh thành nàng cũng là chưa thấy qua, cho nên mọi người đều hưng trí mười phần. Hứa vi vi đổ là không có tham gia lần này hoạt động, dù sao nàng hướng đến đối ký túc xá mấy người kinh thường, cũng chính là xem tô tình coi như thuận mắt. Mà nàng chưa có tới, mọi người đều cảm thấy may mắn, ai cũng chẳng ngờ dạo hảo hảo, vị này đại tiểu thư lại đột nhiên mất hứng. Không sai, Tôn Ngọc Trân riêng về dưới cho nàng nổi lên cái đại tiểu thư danh hiệu, bởi vì bình thường người này liền một bộ lỗ mũi chỉ thiên, các ngươi đều là dân quê khuôn mặt. Cảm thấy cùng bản thân trong ký túc xá những người khác đều không hợp. Bất quá cũng may hứa vi vi thông thường cũng không đãi ở trong ký túc xá, nhất có rảnh liền tìm của nàng một ít bằng hữu đi chơi, cho nên một cái ký túc xá mâu thuẫn nhỏ mặc dù có, nhưng đại vấn đề đổ là không có xuất hiện. Các ngươi biết đi chỗ nào sao? ta nhận thức lộ. Đứng ở cổng trường, Tôn Ngọc Trân cao mày nói. Vu Sang chậm rãi lắc lắc đầu, ta cũng không có tới quá. Ta đây mang bọn ngươi đi thôi, ta ngược lại thật ra biết một ít địa phương. Tuy rằng vài thập niên trôi qua kinh thành biến hóa rất lớn, nhưng một ít nổi danh cảnh điểm vị trí trên cơ bản vẫn là không thay đổi, cho nên tô tình mới nói như vậy vừa ra nói. Hảo! Mặt khác hai người xem ánh mắt của nàng liền cùng thấy cứu tinh giống nhau, liên tục gật đầu. Được đến hai người đồng ý về sau, Tô Tình liền ở cổng trường tìm một chiếc xe đẩy tay, cùng sư phụ báo địa điểm về sau, ba người lên xe chậm rãi hướng tới mục đích chạy tới. Tô Tình đề nghị địa phương là kinh thành một cái danh buôn bán phố. Muốn nói xem cảnh chút gì, các nàng khả năng không có gì quá lớn cảm giác, dù sao sau này còn có nhiều thời gian xem, mà buôn bán phố liền bất đồng, nơi này rực rỡ muôn màu thương phẩm xem mấy người nhìn không chuyển mắt. Qua, thật nhiều nhân a, à, tiểu tình, ngươi làm sao mà biết nơi này. Tôn Ngọc Trân xem trước mắt lui tới đám đông, một mặt kinh tháng nói. Ở các nàng thị trấn Lý Khả nhìn không tới như vậy cảnh quan, dù sao chỗ hẻo lánh, tin tức phong bế, cho dù hiện thời nếp sống phóng khoáng rất nhiều, đại gia vẫn là đối quá khứ 10 năm phong ba có chút kinh hải đam chiến, cho nên trên đường buôn bán nhân cơ hồ không có, có cũng là lén lút, mà không giống kinh thành bên này quang minh chính đại ở một cái trên đường nghe được tôn ngọc trân lời nói, tô tình sững sờ một chút, qua sau một lúc lâu mới trả lời. trước kia người trong nhà có theo ta nhắc tới quá. nói xong không đợi nhân trả lời liền nói sang chuyện khác nói, chúng ta vẫn là quá đi xem đi. ừ ừ đi thôi. tôn ngọc trân cùng vu sang hai người khẩn cấp chạy đến tiền phương quán nhỏ tử chỗ bắt đầu đi dạo. tô tình nhất chân theo đi lên. xem tiền phương đám đông bắt đầu khởi động đám người, cảm thấy có chút cảm thán. Tuy rằng lúc này trên cơ bản hoàn cảnh còn là có chút hiu quạng, nhưng là theo một ít chi tiết thượng vẫn là đó có thể thấy được không khí dần dần hảo lên, ít nhất ở kinh thành người tài giỏi như thế nhiều địa phương, rất nhiều người bắt đầu ngửi được bên trên ẩn ẩn phải làm ra đại động tỉnh, dù sao từ năm trước bắt đầu, sự tình các loại ung ung, chính phủ bắt đầu chỉnh đốn không khí. Tô tình lần này đầu tiên sẽ tới buôn bán phố cũng là mang theo điểm quan sát một chút lúc này tình huống ý tứ nàng đi theo phía trước hai người từng bước một đi rồi đi qua tả hữu không ngừng xem chung quanh cửa hàng nàng phát hiện tuy rằng nơi này cửa hàng phần đông nhưng giống vẫn là rất chỉ một trừ bỏ châu báu tiệm trang sức đó là một ít cửa hàng quần áo tô tình đi rồi hồi lâu ngay cả một gian nàng muốn gặp đồ trang điểm điếm đều không có chỉ có thể nói lúc này tuyệt đại bộ phận nhân còn không có hóa trang ý thức mà trừ bỏ cơ sở kinh tế ảnh hưởng bên ngoài càng nhiều hơn vẫn là trên thị trường không có lựa chọn quân không thấy kem bảo vệ da, con sò du linh tinh hộ phu phẩm ở trên thị trường có bao nhiêu hỏa bạo, cho dù ở ăn khó khăn thời đại, rất nhiều nữ nhân vẫn là hội thừa lại tiền đến vì kia khuôn mặt. Nữ nhân cùng tiểu hài tử tiền vĩnh viễn là dễ dàng nhất kiếm, mà tô tình nhìn chầm chầm vào chính là nữ nhân này khổng lồ thị trường, đừng phương diện nàng không dám nói bản thân có bao nhiêu lợi hại, nhưng đối với như thế nào bảo dưỡng bản thân kia khuôn mặt, nàng vẫn là rất có tâm đắc. Hơn nữa hệ thống này đại sát khí, nàng không thể nói có thập phần nắm chắc nhưng thất tám phần vẫn là có tin tưởng đột nhiên phía trước nhất đi thẳng về phía trước hai người ở một cái quán nhỏ tử thượng ngừng lại tô tình tò mò đi lên phía trước liền gặp được các nàng cầm trên tay ở phía sau thế đều thật lưu hành loa khố rộng rãi chân khố tiểu tình ngươi xem này quần đẹp mắt không tôn ngọc trân hưng trí bừng bừng cầm quần không ngừng ở trên người bản thân khoa tay múa chân cũng không tệ tô tình gật gật đầu nàng không nghĩ tới lúc này quần vậy mà hội khuếch đại như vậy kia ống quần đều có thể trang hạ vài cánh chân tôn ngọc trân cầm trong tay thoạt nhìn đều xem như tương đối bình thường phía trước ta liền nhìn thấy có rất nhiều người trẻ tuổi mặc gần nhất giống như thật lưu hành bộ dáng tôn ngọc trân yêu thích không buông tay nói lão bản này quần bao nhiêu tiền nha lão bản là cái cao cao gầy gầy trung niên nhân hắn gặp câu hỏi là cái tuổi trẻ tiểu cô nương nhân tiện nói tiểu cô nương lần đầu tiên đi lại đi, ta cho ngươi tiện nghi điểm, 12 đồng tiền. T, như vậy quý. Tôn Ngọc Trân còn chưa nói cái gì, một bên vu sang liền kinh hô nói. Nàng trước kia ở nhà mặt đều là bên trên ca ca tỷ tỷ xuyên qua quần áo, cũng còn có lúc đó cảnh tốt thời điểm, mới có quần áo mới mặc, khả kia cũng là nàng nương xã bố bản thân làm, này tạc nhiên nghe thế sao một khối bố làm quần phải hơn 10 khối, nhất thời liền phát hoảng, vốn đang có chút tâm động, hiện tại một chút liền bỏ đi ý niệm. Không quý, tiểu cô nương, ngươi đi hỏi thăm một chút chỉ biết ta đây giá tuyệt đối lợi ích thực tế. Khi lão bản giải thích nói, vẫn là rất quý giá, ngươi xem còn có thể lại giảm điểm sao, ta là thật sự tưởng mua. Tôn Ngọc Trân nhíu mày nói, khi như vậy, một ngụm giới, mười khối. Lão bản một mặt do dự một chút mới nói, thất khối, thất khối ta liền muốn. Tôn Ngọc Trân buông trong tay quần, giống như phải đi. Hành hành hành, cho ngươi, bất quá ngươi nhưng đừng nói với người khác a. À. Lão bản một mặt đau lòng nói. Tôn Ngọc Trân sản khoái phó hoàng tiền về sau liền mang theo quần hưng phấn tiêu sái. Cô tình liền ở bên cạnh lặng lặng vây xem một hồi mua bán. Trong lòng không khỏi cảm thán, mặc kệ cái nào niên đại, lộ số đều là giống nhau a. À. Chương 74. 74 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com kế tiếp trong thời gian mấy người vòng quanh buôn bán phố đi dạo một vòng đến cuối cùng hồi sự thời điểm ngay cả vu sang trong tay đều linh nhất đại túi gì đó bên này tuyệt quá a à, nếu không là không có tiền còn có thật nhiều ta đều muốn mua tôn ngọc trân quay đầu nhìn thoáng qua phía sau càng ngày càng xa buôn bán phố một mặt lưu luyến nói lần sau lại đến đi lại mua lời nói tháng này phải cắn qua bánh ngô vu sang giận dữ nói ừ ừ về sau ta được tỉnh điểm như vậy có thể mua nhiều vài món quần áo vừa rồi ta còn nhìn đến một ít rất đẹp mắt tôn ngọc trân liên tục gật đầu Tô tình liền ở một bên lẳng lặng nghe các nàng thảo luận lần này xuất ra dạo phố trừ bỏ trong tay đầu mang theo gì đó bên ngoài nàng mặt khác thu hoạch cũng rất phong phú nàng trên cơ bản hiểu biết lúc này đại gia sức mua trình độ đây là bị vây đỉnh đầu có hai phân tiền khả nhưng không có địa phương hoa thời điểm nàng cúi đầu trầm tư âm thầm nghĩ nên thế nào mở ra cục diện trước mắt chờ mấy người trở về đến ký túc xá thời điểm sách trời cũng đã triệt để tối lại trong ký túc xá im ắng không có một chút thanh âm tôn ngọc trân đưa tay đem đăng mở ra đùng một tiếng trong phòng nháy mắt lượng lên lúc này theo trên một cái giường truyền đến hứa vi vi bất mãn thanh âm Khai cái gì đang a, à, không gặp đến ta đang ngủ sao? Ách. tôn Ngọc Trân xấu hổ nhìn nhìn những người khác, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô Tình thẳng đi đến bản thân vị trí, nhàn nhạt nói, này đều đều mấy điểm, ngươi muốn cho chúng ta sờ soạn làm việc sao? Nghe được lời của nàng, Hứa Vi Vi thình lình bất ngờ không có sinh khí, ngược lại bá một chút theo trên giường đi xuống dưới, một mặt nhiệt tình nói, Tiểu Tình đã về rồi. Mau vào. Tô Tình xem này tấm bộ dáng có chút kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn Tôn Ngọc Trân cùng Vu Sang liếc mắt một cái, liền thấy các nàng cũng là một mặt khiếp sợ. Có thể không khiếp sợ thôi, bình thường hứa vi vi đối với các nàng mấy người thái độ không thể nói rõ có bao nhiêu hư, khả kia cũng là không làm gì quan tâm, nhưng hôm nay này, ba người đều có chút không rõ chân tướng. Bất quá trong lòng tuy rằng tưởng không ra, khả tô tình đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, nhân gia đều chủ động cầu tốt, nàng tự nhiên không thể lại bãi sắc mặt vì thế liền cười lên tiếng ân sau đó liền về tới bản thân vị trí ngồi xuống không nghĩ tới hứa vi vi cũng theo tiếng lên tiến đến cô tình bên cạnh thử hỏi tiểu tình hôm nay ta nhìn thấy ngươi trên bàn có cái tiểu ống dẫn đó là làm chi a à? cô tình nghe được lời của nàng về sau hơi hơi sửng sốt thế này mới nhớ tới ngày hôm qua thu thập này nọ thời điểm đem son môi phóng tới trên bàn nghĩ đến là quên thu đi trở về bất quá thứ này cũng không có gì không thể gặp người, cho nên nàng nhàn nhạt nói một câu, đó là son môi. Nghĩ lại nghĩ tới cái gì, nàng xem hứa vi vi liếc mắt một cái, ngươi. Không mở ra đi. Dù sao cũng là dùng đến trên miệng gì đó, nàng thật sự không thích người khác dùng của nàng, cho nên mới có hỏi lên như vậy. Không có không có, ta liền là nhìn thoáng qua. Hứa vi vi liên tục lắc đầu, nàng không phải không tưởng thử một chút, nhưng là nghĩ đến tô tình cũng không giống người khác dễ khi dễ như vậy cho nên cuối cùng nàng vẫn là không dám động thủ nhất đẳng nhân trở về liền sốt ruột hỏi có thể lại cho ta xem sao tô tình gật gật đầu đáp ứng rồi nàng hảo hứa vi vi theo trong tay nàng tiếp nhận cẩn thận xoay khai nắp vung ngươi có thể mặc trên tay thử xem tô tình thấy nàng thật thích bộ dáng trong lòng mơ hồ toát ra một cái ý niệm trong đầu thật sự a à ta đây liền không khách khí. Hứa vi vi nói xong liền khẩn cấp hướng trên tay lau một chút, xem bản thân mu bàn tay kia một chút màu đỏ, nàng nhìn trái nhìn phải quả thực có chút yêu thích không buông tay. Qua sau một lúc lâu, nàng dè dặt cẩn trọng quan sát đến tô tình sắc mặt, thông thả hỏi, tiểu tình, ngươi đây là nơi nào mua? Ta cũng muốn một chi. Nàng đây là lần đầu tiên con mắt đánh giá của nàng này xá hữu, Đột nhiên phát hiện người này so nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm còn muốn xinh đẹp, kia tinh xảo mặt mày cùng trắng nõn làn da làm cho nàng xem hâm mộ không thôi, phía trước còn tưởng rằng trong ký túc xá vài người đều là tiểu địa phương đến dân quê, không nghĩ tới của nàng này xá hữu nhưng là rất lợi hại. Hứa Vi Vi cảm thấy bản thân coi như là từng trải việc đời người, bởi vì trong nhà mọi người sủng duyên cớ, nàng trên cơ bản là muốn cái gì sẽ có cái đó một ít mới ra đến lưu hành thứ cốt nàng mỗi lần đều là rất nhanh liền có, khả nàng cẩn thận đánh giá trong tay tiểu hắc quản, lại khẳng định cho rằng này ngoạn ý trước mắt quốc nội khẳng định không có, bằng không nàng thế nào sẽ không biết. cô tình mặt mang khó xử, thoáng do dự nói, nơi nào mua tạm thời còn không có thể nói cho ngươi, bất quá ta có thể giúp ngươi làm một chi. hảo, cảm ơn a. À. hứa vi vi nghe được lời của nàng về sau nhất thời một mặt hưng phấn lập tức nghĩ tới cái gì, hỏi, muốn bao nhiêu tiền? Ta hiện tại liền cho ngươi. Nàng cũng là sợ tô tình sẽ hối hận, dù sao cái này hồng thoạt nhìn liền rất xa hoa, cũng không biết nàng có thể hay không làm tới. 50 đi. Tô tình ở suy tư một phen về sau, liền đem đã sớm định ra giá nói ra. Nàng sở dĩ sẽ đem này giá so với lúc trước cấp tăng dịp hoa phiên vừa lật, là vì nàng ở kinh thành đi dạo một vòng về sau bắt chủ ý, nàng cảm thấy bản thân còn là có chút cẩn thận có thể là bởi vì bị giam cầm lâu lắm duyên cớ ở xã hội không khí hơi có lơi lỏng thời điểm liền có loại triệt để muốn thả khai cảm giác rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu theo đuổi các loại triều lưu mà tô tình biết này cổ không khí đem ở năm nay để lần đó xưng là lịch sử bước ngoặt hội nghị về sau càng diễn càng liệt thu hồi chạy xa suy nghĩ tô tình do dự một chút nói tiếp này chi khả năng không là thật thích hợp bình thường sử dụng hơn nữa có chút thành thục, ta cho ngươi xem xem mặt khác một chi đi. Vừa rồi hứa vi vi trong tay đầu kia chi chính là thật chính cái loại này đỏ thẩm sắc, đối với các nàng loại này 20 tuổi tiểu cô nương mà nói phi trường hợp chính thức quả thật có chút rất diễm, hơn nữa quá mức thành thục. Hứa vi vi nghe vậy, nhất thời một mặt hưng phấn, có chút kích động nói, còn có A, à, ta muốn xem ta muốn xem. Tô tình cúi đầu theo bản thân hành lý trong túi lấy ra một chi đồng dạng là quảng trạng, khả mặt ngoài tương giấy mạ vàng son môi xuất ra cấp này chi chính là nàng thường xuyên nhất dùng là nhan sắc cùng sắc môi sẽ không kém quá xa lại rất hiển làn da trắng nõn đồ đi lên thông thường không là hiểu lắm nhân không cẩn thận nhìn lời nói cũng nhìn không ra đến môi nàng đồ này nọ hơn nữa phía trước nàng cũng riêng hỏi qua hệ thống bên trong thành phần cho dù là mang thai nhân có thể sử dụng cho nên sử dụng đến càng thêm không kiên nể gì bất quá ra ngoài tô tình dự kiến là hứa vi vi tuy rằng nhìn đến bánh đậu sắc này chi cũng thật hưng phấn nhưng tự hồ vẫn là đối chính màu đỏ kia chi càng cảm thấy hứng thú này chi nhìn qua một điểm đều không thấy được a à. hứa vi vi cẩn thận xem mua bàn tay mình đối so với trước kia hoa hạ kia đạo hồng ngân miệng nói thầm nói chính là bình thường thời điểm dùng là tô tình cũng không biết nên thế nào cùng nàng giải thích chẳng lẽ nói muốn loại này người khác nhìn không ra đến cụ thể nguyên nhân khả lại có loại nói không nên lời hảo xem hiệu quả. Nàng cá nhân ở bình thường là ưa dáng vào sắc môi cái loại này nhan sắc. Nhưng mỗi người yêu thích bất đồng, nàng cũng không thể nói cái gì. Ta còn là muốn phía trước kia chi đi. Hứa vi vi đêm này nọ để trở về, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngay từ đầu muốn kia chi. Nàng cảm thấy đồ trang điểm loại này này nọ muốn tiên diễm điểm mới tốt xem, bằng không nhân gia không đều nhìn không ra đến đây. Hảo! Tô tình gật gật đầu. Mà bên cạnh Tôn Ngọc Trân cùng Vu Sang toàn bộ quá trình vây xem các nàng nói chuyện, Vu Sang nhưng là hoàn hảo, bởi vì gia cảnh hạn chế, cho dù thích nhưng vẫn là sẽ lo lắng rất nhiều. Nhưng Tôn Ngọc Trân liền bất đồng, tuy rằng đã có hai cái tiểu hài tử, nhưng là xem xuất ra trong nhà điều kiện không sai, ngày thường cũng là hội hướng trên người bản thân chuyển điểm này nọ, cho nên nàng nhìn thấy tô tình cùng hứa vi vi tán gẫu lửa nóng, bản thân trong đầu cũng có chút tâm động. Khả trong nhà nàng tuy rằng so vu sang tốt hơn không ít, nhưng lại cũng không giống hứa vi vi như vậy xa hoa, 50 đối gì gia đình mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, đứng ở một bên do dự nửa ngày, cuối cùng nàng vẫn là đi rồi tiến lên, tiểu tình, cũng cho ta nhìn xem. Tô tình nghe được của nàng thanh âm có chút sững sờ, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng cảm thấy hứng thú, bất quá cũng không có cự tuyệt đạo lý. Tiếp nhận trong tay kia chi tinh xảo tiểu hắc quản, Tôn Ngọc Trân cũng có chút hối hận, sớm biết rằng nàng sẽ không nhìn, như vậy xinh đẹp gì đó nàng nơi nào có thể cự tuyệt. Không cần nhìn bên trong nàng cũng biết trước mắt ở chợ thượng căn bản không có, phía trước nàng còn cảm thấy 50 có phải không phải có chút quý giá, khả thử hiệu quả về sau liền cảm thấy thật giá trị. Nàng cũng không phải là không có dùng quá một ít đại bài đồ trang điểm, khả hiệu quả không nói liền này ngoại gắn kế liền cũng đủ dây giết chết cửu thành sản phẩm. Tôn Ngọc Trân đem trong tay này chi son môi lăng qua lộn lại, tỉ mỉ nhìn mỗi một cái góc, cuối cùng cũng không tìm được có thể để cho mình buông tha cho mua địa phương. Tiếp theo lại cầm lấy mặt khác một chi tiếp tục vừa rồi động tác. Tô tình tọa ở một bên một đắng thượng lẳng lặng xem nàng, cũng không thúc giục, dù sao tốt sản phẩm là chịu được đến cân nhắc, không thể nói nàng làm lợi hại đến mức nào, kỳ thực rất nhiều địa phương vẫn là có cải tiến không gian, nhưng là chính như phía trước nghĩ tới như vậy, tại đây cái hết thảy còn đang sờ soạn thời đại, nàng coi như là dẫm nát người khổng lồ trên bờ vai, ở thiết kế cùng sản phẩm hiệu quả thượng xem, nàng không dám nói thứ nhất, nhưng trước mắt quả thật tìm không thấy có. Thể cùng trong tay nàng này mấy chi tướng nhăn mày mỹ đồng loại hình sản phẩm. Qua đại khái một khắc chung tả hữu, chỉ thấy Tôn Ngọc Trân cắn chặt răng, cuối cùng chịu đựng đau lòng nói, tiểu tình, ta cũng muốn một chi, ngươi còn có thể làm tới sao? Liền cái kia không như vậy hồng kia chi. Hảo. Tô tình gật đầu, sau đó nhắc nhở nói, đó là bánh đậu sắt. Hiện tại đối son môi nhan sắc phân chi còn không có rất nhỏ, đại gia cơ vốn là dùng màu đỏ gọi chung, sau đó gia dĩ một ít phụ trợ từ Tân Trang. Ở Tây Phương Quốc gia còn có rất nhiều nhân dùng một ít ở đại bộ phận nhân xem ra thật quỷ dị lục sắc màu tím linh tinh son môi, bất quá quốc nội còn là không có. Tôn Ngọc Trân rõ ràng cũng không có sắc hào khái niệm, nàng tùy ý gật gật đầu nhưng cũng không có để ở trong lòng, lần sau nói thời điểm vẫn là thế nào thuận miệng thế nào đến. Tô Tình cũng không để ý, dù sao mọi người đều là như thế này kêu, chỉ có thể nói hiện tại sản phẩm vẫn là chỉ một chút, chờ sắc hào hơn về sau tự nhiên liền sẽ không lại dùng gọi chung. Chương 75 75, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở hứa vi vi nhắc tới của nàng son môi một khắc kia, kỳ thực tô tình trong lòng liền có cái mơ hồ ý tưởng. Nàng sơ đến kinh thành, ở bên cạnh cũng không có gì nhận thức nhân, liền tính của nàng sản phẩm là thật hảo, khả chịu giới hạn trong tài nguyên, thật muốn nàng làm ra động tĩnh gì đến, cũng không phải rất có khả năng, dù sao hương tử còn sợ ngõ nhỏ thâm đâu. Trải qua phía trước tầng diệp hoa cùng hứa vi vi này vài nét bút mua bán, Tô tình cảm thấy bản thân có thể trước theo bên người cần nhân vào tay, chỉ cần các nàng cảm thấy dùng tốt, như vậy tự nhiên là cơ thể sống tuyên truyền quảng cáo, hơn nữa giống hứa vi vi như vậy ham thích cho thời thượng nhân, bên người bằng hữu cũng khẳng định phần lớn đều là không sai biệt lắm loại hình, mọi người là theo phong, xem người khác dùng là đẹp mắt, bản thân tự nhiên cũng sẽ có tưởng mua xúc động. Tô tình trước mắt còn không có quá lớn kế hoạch, dù sao nàng liền một người, hơn nữa mấy thứ này đều ở hệ thống lý thành phẩm, thực muốn xuất ra nhiều lắm đến, khó tránh khỏi sẽ làm nhân hoài nghi, cho nên hiện tại nàng chỉ nghĩ đến đem trước kia tích lũy xuống dưới sản phẩm trước bán ra đi ra ngoài. về phần về sau, vẫn là về tới một cái cơ bản nhất vấn đề, thì phải là tài chính không thích hợp, trên thực tế cũng là nàng không có tiền, coi nàng hiện tại tài lực còn căn bản vô pháp ở trong hiện thực mua nhà xưởng cùng máy móc thiết bị. Trừ phi nàng có thể đem tàn ở nhà kia nhất thùng vàng thỏi đều cấp bán đi, nhưng này cái hành vi phiêu lưu thật sự quá lớn chút, không đến chân chính nguy cơ thời khắc, tô tình căn bản sẽ không dễ dàng làm ra quyết định này. Quả nhiên không có ra ngoài của nàng đoán trước, ở hai ngày về sau một cái rảnh rỗi buổi chiều, tô tình theo dạy học lâu trở lại ký túc xá về sau liền nhìn thấy hứa vi vi một mặt nhiệt tình xem nàng. Hứa vi vi thoáng co quắp trà sát thủ, thử nói, tiểu tình, lần trước ta với ngươi mua cửa kia hồng còn có sao? Ta bằng hữu cũng tưởng muốn. Nói tới đây nàng liền hưng phấn lên, bởi vì hôm kia nàng đi theo bằng hữu tụ hội thời điểm, đại gia nhìn thấy của nàng môi đều kinh ngạc không được, tuy rằng hiện tại cũng có rất nhiều son thỏi linh tinh, khả cao cấp độ lại quá kém, sắc màu cũng không có đẹp đẽ như vậy, cho nên nàng vừa đi vào khứ tự thành đại gia tiêu điểm, liền ngay cả một ít bình thường ánh mắt rất cao danh viện cũng chủ động đi lại hỏi nàng nơi nào mua. Cái này hứa Vi Vi là triệt để đắc ý, ở mọi người kinh diễm dưới ánh mắt, nàng bàn tay to bao quát liền đem sự tình đều cấp bao xuống dưới, hơn nữa cam đoan khẳng định có thể làm tới. Chờ nàng ra đại môn bị gió thổi qua, vừa rồi nóng lên đầu óc liền bình tĩnh xuống dưới. Dù sao không là chính nàng mua, hơn nữa nàng cũng quả thật không biết nơi nào còn có thể làm tới, cũng không biết Tô Tình trong tay đầu còn có hay không, Hứa Vi Vi tức thời cũng có chút hối hận, nhưng là gia trâu đã thổi hạ nàng cũng bản thân bất lực đánh mặt mình, cho nên liền mặt dày lại đi lại tìm Tô Tình. Mà Tô Tình cũng đang chờ của nàng những lời này, mấy ngày nay nàng ở sản phẩm sát ngoài thiết kế thượng tìm không ít công phu, sau ban đầu cấp tầng dịp hoa thời điểm lại có vẻ xa hoa rất nhiều, bằng không nàng cũng không dám chào giá cao như vậy. Bởi vì trong đáy lòng sớm đã có phải đi trung xa hoa lộ tuyến tính toán, hơn nữa Tô Tình cũng minh bạch phẩm bài tầm quan trọng, cho nên nàng riêng còn tại sao môi nắp vung cái đáy hơn nữa, su logo. Tuy rằng trước mắt còn không có chỗ lợi gì, nhưng nàng cảm thấy về sau nhất định sẽ phát huy rất lớn tác dụng. Mà những người khác mới đầu nhìn thấy này chữ cái cũng cũng không có cùng tô tình liên tưởng ở cùng nhau, chỉ tưởng cái nào nước ngoài bài tử. Tô tình cảm thấy bản thân khác không kém, kém chính là làm lần đầu đã thành công cơ hội, mà lần này cơ hội như mong muốn bàn tiến đến. Ngươi muốn mấy chi? a à, mấy chi đều có thể chứ. Hứa vi vi sửng sốt một chút, lập tức kinh hỉ nói. Cô tình ba phải sao cũng được nói, nhiều lắm lời nói có lẽ không thành. Không nhiều hay không, vũ chi có thể chứ, ta có mấy cái bằng hữu đều phải đòi. Hứa vi vi lập tức trả lời, kia sốt ruột bộ dáng sợ nàng nói không được, dù sau này khả quan hệ nàng có thể hay không trà trộn vào trở lên một tầng vòng luẩn quẩn A, tuy rằng trong nhà nàng điều kiện không sai, Khả ở kinh thành loại này quan lớn khắp cả địa phương trong nhà nàng thật đúng tính không xong cái gì, cũng cũng chỉ có thể hù hù bên ngoài đến nhân. Các nàng này đó nữ nhân gian trao đổi thôi, cũng chính là tâm sự bác quái tâm sự hộ phu tâm đắc, lại nhiều chính là cho nhau khoe ra một chút gần nhất lại chiếm được cái gì thứ tốt. Tuy rằng ước nguyện ban đầu bất đồng, nhưng kỳ dị là Tô Tình cùng Hứa Vi Vi mục đích ở mỗi một phương diện mà nói cũng là không hẹn mà cùng mưu hợp. Tô Tình gật gật đầu, sảng khoái nói, hảo. Thấy nàng đáp ứng rồi, hứa vi vi trên mặt nhất thời cười thành một đóa hoa, cảm ơn ngươi, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Nghĩ lại nghĩ tới cái gì lại, tha thiết mong nói, lần trước ngươi cho ta thử mặt khác một cái cũng có thể mua sao. Ta nghĩ muốn. Ngay từ đầu nàng cảm thấy kia chi nhan sắc không có như vậy diễm lệ, đồ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên liền không muốn, nhưng nàng hiện đang ý nghĩ cũng không đồng, theo sát ngoài nhìn qua hai chi hẳn là đồng nhất cái xưởng sinh sản, đã nàng mua kia chi tốt như vậy dùng, chắc hẳn mặt khác một chi cũng sẽ không thể kém. Tô tình sững sờ, lập tức cả cười cười, có a, à, đến lúc đó ta cùng nhau đưa cho ngươi, ngươi muốn một chi. Hai chi đi. Hứa vi vi do dự một chút, lại lập tức sửa lời nói, tính tính, cũng cho ta ngủ chi đi. Nàng là đột nhiên nghĩ đến, cái này hồng thoạt nhìn giá cao như vậy, hơn nữa ở bên cạnh nàng cũng chưa từng thấy, cho dù làm lễ vật tống xuất đi cũng rất có mặt mũi. Cô Tình nghe được lời của nàng cũng là thật sự kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hứa Vi Vi thế nhưng như vậy danh tác, bỗng chốc liền muốn nhiều như vậy chi. Kỳ thực Cô Tình cũng không nghĩ tới hội dễ dàng như vậy liền bán đi ra ngoài, ngay từ đầu nàng chính là nghĩ mượn hứa Vi Vi thủ tuyên truyền một chút, kỳ thực bản thân trong lòng cũng không để, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy cấp lực không quá nhân gia muốn tới làm gì cũng cùng nàng không có quan hệ, cho nên Tô Tình tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nàng, trực tiếp gật gật đầu đáp đồng ý. Có lần trước kinh nghiệm về sau, Hứa Vi Vi theo trong bao xuất ra một chồng tiền, sẵn khoái đem tiền cấp xong rồi, trước khi đi hướng tới Tô Tình chớp chớp mắt, thân thiết nói, "Tiểu Tình, người nếu còn có cái gì thứ tốt cũng đừng quên nói với ta a." À. Tô Tình buồn cười gật gật đầu. Thấy nàng đồng ý, Hứa vi vi thế này mới cảm thấy mỹ mãn ly khai ký túc xá. Tuy rằng nàng vô pháp nói ra sản phẩm cụ thể nơi phát ra, nhưng đại gia cũng chỉ cho rằng nàng là muốn cấp bằng hữu giữ bí mật, dù sao hiện thời không khí tuy tốt chút, khả cùng nước ngoài có liên hệ đến cùng ảnh hưởng còn là có chút không tốt. Không sai, tô tình không có nói rõ, nhưng mọi người đã tự giác não bổ hết thảy, bởi vì các nàng đều cho rằng quốc nội còn chế tác không ra như vậy sản phẩm, hơn nữa thực sự như vậy đồ tốt, các nàng ở ở chợ thượng làm sao có thể chưa từng thấy đâu. Điều này cũng vô hình trung vì tô tình cấp ra một cái hòa diệu không gian. Mà ở giao phó phía trước vài ngày bên trong, tô tình cũng cũng không có nhàn rỗi, nàng cầm trong tay còn chưa có nóng hổi đủ tiền ở vùng ngoại thành thuê một gian kho hàng, cũng là bởi vì lúc này giá hàng thấp, cho nên tô tình thuê lớn như vậy một gian kho hàng cũng không tốn phí bao nhiêu tiền. Làm tìm được như vậy cái giao thông thuận tiện lại tiện nghi địa phương, Nàng cũng thật không thiếu hạ công phu, đương nhiên nàng là không có khả năng bản thân tự thể nghiệm chạy tới một đám tìm kiếm, cho dù thân thể tố chất dù cho, nàng cũng không dám mạo này phiêu lưu, dù sao trong bụng còn sủy một cái. Ở không có bất động sản người đại lý thời điểm, muốn tìm cái có thể mua bán phòng ở cũng không dễ dàng, nàng vẫn là xin nhờ một cái đối kinh thành rất quen thuộc nhân mất vài ngày mới tìm được thích hợp địa phương. Đứng ở hiện thời còn thật đơn sơ trong kho hàng mặt Tô Tình cũng là một mặt hưng phấn, tuy rằng hiện thời còn hai bàn tay trắng, nhưng nàng tin tưởng tổng hội có, phương diện này mỗi một chỗ đều sẽ phát huy ra nó tác dụng. Bất quá! Phòng ở tuy có, khả máy móc thiết bị mới là mấu chốt nhất chỗ, Tô Tình ở hệ thống lý thiết bị nhưng là đầy đủ hết, khả này căn bản không phù hợp thời đại này khoa học kỹ thuật, nàng cũng căn bản lấy không đi ra. Liền tính nàng có thể theo hệ thống lý mua được phù hợp thiết bị, hiện tại không có gì biết cũng vẫn hảo, có thể sau môn quy nếu đại lên, này đó máy móc xuất xứ chính là cái vấn đề lớn, dù sao quốc nội hiện tại có thể mua được loại này thiết bị địa phương cũng không vài cái, nhất ra liền có thể ra ra. Tô tình nhíu nhíu mày, yên lặng thở dài một hơi, quả nhiên mọi sự luôn mở đầu nan, cho dù nàng thấy được 10 bước, khả bước đầu tiên liền khó có thể bước ra đi. Bất quá biện pháp luôn có, chính là so với theo hệ thống nơi đó lấy ra cần tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng tiền tài thôi bất quá vì ngăn chặn tai họa ngầm tô tình vẫn là thuyết phục bản thân đại khái là vận khí của nàng hướng tới là đỉnh tốt sự tình không quá vài ngày liền thình lình bất ngờ có chuyển cơ đơn giản là tô tình trong lúc vô ý nghe nói các nàng trong hệ có người trong nhà là quản lý sinh sản máy móc nhà xưởng nàng nhận được tin tức về sau liền lập tức tìm được vị kia đồng học không nghĩ tới này vừa thấy mặt hai người đều có chút kinh ngạc. Bởi vì các nàng gặp qua, nhưng lại là ở khai giảng ngày đầu tiên. Sư muội, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại gặp mặt, ngươi tìm ta có việc. Không sai, hắn chính là khai giảng ngày đó ở cổng trường cùng Tô Tình bắt chuyện kết quả bị cố chiến cấp đổi trở về Hà Vệ Cường, ngay từ đầu hắn nghe được có sư muội đi lại tìm bản thân, trong đầu còn có chút kinh ngạc, một mặt nghi hoặc đi xuống lầu liền gặp được một cái quen thuộc thân ảnh. Tuy rằng chỉ thấy quá một lần mặt, nhưng hà vệ cường đối này sư muội cũng là ánh giống thắt sâu thật. Tuy rằng bọn họ trong trường học mặt trưởng đẹp mắt không ít, khả trưởng giống nàng tốt như vậy xem khả liền không có vài cái. Ách! Tô tình cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là cái nhận thức, kỳ thực cũng không tính nhận thức, chính là gặp qua hơn nữa, nhưng nàng còn là có chút xấu hổ. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến bản thân việc này mục đích, vẫn là đem lời em tai nói tới. Nghe xong lời của nàng về sau, Hà vệ cường trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không biểu hiện quá mức, dù sao trong trường học đầu ngoạ hổ tàn long, có người có bản lĩnh cũng không ít, tuy rằng hắn không biết này sư muội cụ thể phải làm chút gì đó, nhưng vẫn là câu nói kia, đưa lên cửa sinh ý không có không làm đạo lý. Ta được đi về trước hỏi một chút ba ta, ngươi xem ta ngày mai lại cho ngươi hồi phục đi sao. Tuy rằng kia nhà máy cơ bản là hắn ba định đoạt, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Hà Vệ Cường vẫn là đem thời gian chậm lại một ngày. Hảo, cảm ơn sư huynh, vậy làm phiền ngươi. Cô Tình gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Bởi vì không là rất quen thuộc, cho nên nàng lại hàng huyên vài câu về sau liền cùng người nói lời từ biệt. Chương 76 76 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sáng sớm hôm sau Tô Tình liền chiếm được Hà Vệ Cường hồi phục, giải quyết một đại sự, trong lòng nàng cũng là trùng trùng thở dài nhẹ nhõm một hơi thừa lại cũng chỉ chờ thời gian mang đến kế tiếp muốn giải quyết chính là hứa vi vi đính hạ kia mười chi son môi vì lâu dài phát triển cũng vì làm cho người ta một loại vật có sở trị ấn tượng tô tình còn riêng tìm cái nhà xưởng làm cho người ta hỗ trợ làm mấy chục cái tinh xảo đóng gói túi quả nhiên của nàng này tâm tư không hề ủng phí dù sao chờ hứa vi vi lấy tới tay thời điểm liền cảm thán không được tiểu tình thật không biết ngươi là từ chỗ nào mua đến, không nói này nọ được không được dùng, quan này gói to còn có làm cho ta tưởng mua xúc động. Nàng lời này cũng không có đặc biệt khoa trương, lúc này đi ra ngoài mua này nọ căn bản sẽ không cho ngươi cái bịch xốp cái gì trang, cơ bản đều là bản thân mang cái gói to hoặc túi sách, mua thức ăn lời nói cũng đều là đề cái giỏ rau, càng không cần nói tốt như vậy xem cứng trắng túi giấy, cho nên hứa vi vi nhìn thấy loại này đóng gói là mới có thể như thế cảm thán. Tô tình cười cười cũng không nói chuyện, thời cơ còn không thành thục, nàng cũng không dám lộ ra nhiều lắm, có đôi khi trầm mặt chính là một loại tốt nhất giải thích. Hứa vi vi kỳ thực cũng chính là thử tô tình một chút, cũng không thật muốn theo trong miệng nàng được đến cái gì tin tức, dù sao muốn thực sự tốt như vậy con đường, chính nàng cũng phải ô gắt gao không muốn để cho người khác biết. Nàng bây giờ còn nghĩ theo tô tình nơi này làm tới cái gì thứ tốt đâu, tự nhiên là biết điều thật trong mắt vừa chuyển liền dời đi chỗ khác đề tài, ta trước đêm này nọ lấy đi, quay đầu sẽ tìm ngươi tán gẫu. Hảo! Tô tình cười gật gật đầu, sau đó liền gặp hứa vi vi mang theo bao lớn bao nhỏ đi ra phòng ngủ. Hứa vi vi rời đi ký túc xá về sau ngựa không dừng vó liền đi tới nội thành nhất đống đồng hào bằng bạc lâu tiền. Len ken len ken, nàng xoa bóp vài cái lên cửa linh liền đứng ở một bên lặng lặng cùng đợi, cũng không lâu lắm liền theo trong phòng đi ra nhất cái trung niên con gái hứa vivi lập tức tiến lên nói a di nhĩ hảo ta là tìm đến nhã tĩnh phía trước điện thoại liên hệ qua ai ngươi là vivi đi phía trước nghe nhã tĩnh nói ngươi hôm nay khả năng sẽ tới làm cho ta chú ý một chút ngươi bảo ta trương mẹ thì tốt rồi trương mẹ khách khí nói sau đó liền nghiêng người cho nàng vào môn hứa vi vi thay đổi hài về sau nhu thuận đi theo nàng đi tới thẩm nhã tỉnh phòng trương mẹ ở phóng cửa dừng lại xoay người nói nàng liền ở trong phòng chính ngươi vào đi thôi ta cho các ngươi lấy điểm ăn hứa vi vi gật gật đầu hảo nói xong liền nhẹ nhàng gõ hạ môn ta có thể tiến vào sao là vi vi sao mau vào đi theo trong phòng truyền đến một câu thanh thúy tiếng nói rất nhanh trước mắt cửa phòng liền bị mở ra thẩm nhã tỉnh hưng phấn xem nàng là này nọ đến ừ ừ hứa vi vi liên tục gật đầu sau đó đem trong tay túi giấy đưa cho nàng thẩm nhã tỉnh thấy thế vội vàng đưa tay tiếp nhận sau đó quay đầu nói một câu ngươi cũng mau vào đi nói xong liền khẩn cấp nhìn về phía rảnh tay lý gói to tuy rằng còn không gặp đến bên trong gì đó nhưng là đầu tiên mắt nàng liền bị bắt tù binh lúc trước cô tình tìm người hỗ trợ làm túi giấy thời điểm bởi vì lo lắng đến hứa vi vi hẳn là cùng các nàng không sai biệt lắm tuổi nhân, cho nên riêng lựa chọn màu hồng phấn nhan sắc, mặt trên còn ấn một cái ngốc ngốc mèo nhỏ, cuối cùng còn có chút cơ trí bên phải hạ giác cũng cấp in lại, su logo. Cho nên thẩm tĩnh nhã ở nhìn thấy gói to thời điểm trong lòng càng là thêm vài phần chờ mong. Nàng cẩn thận nhìn vài lần về sau liền theo cái túi nhỏ lý xuất ra kia chi tiểu hắc quảng, đứng ở trước gương mặt, khẩn cấp mở ra nắp phun hướng trên môi lau đi, đối với gương nàng cẩn thận đem son thỏi đều đều mặt ở tại trên môi, ở nàng theo bản năng cho rằng còn phải lại đồ mấy tầng thời điểm, liền nhìn thấy trong gương chính mình môi thượng đã có rõ ràng màu đỏ. Nàng bỗng chốc liền chấn kinh rồi, dù sao dĩ vãng nàng không phải là không có dùng quá một ít ở nước ngoài đều là đại bài tử son môi, khả kia cao cấp đừng nói, không hậu đồ căn bản liền nhìn không ra cái gì hiệu quả, tính chất còn cứng rắn, đồ thời điểm cùng bị gậy gộc trạc giống nhau phía trước bằng hữu tụ hội thời điểm nàng gặp hứa vi vi trên môi đồ son môi liền đến đây hứng thú dù sao kia nhan sắc khả chính thật minh sáng đèn quang đánh vào trên mặt miễn bàn có bao nhiêu dễ nhìn phía trước nàng đối hứa vi vi cũng không có gì đặc biệt khắc sâu ấn tượng dù sao nhân gia đây đình cùng năng lực ở các nàng cái kia trong vòng luẩn quẩn cũng không tính xông ra khả ngày đó hứa vi vi quả thật rất làm cho nàng kinh ngạc bởi vì nàng cả người nhìn qua đều so bình thường minh diễm rất nhiều ngạnh sinh sinh cất cao vài phần nhan sắc điều này cũng là thẩm nhã tỉnh cho tới nay đều rất yêu đồ son môi nguyên nhân trừ bỏ nàng bên ngoài còn có mấy cái bằng hữu cũng đều chú ý tới các nàng lúc đó liền tiến lên cùng hứa vi vi hàn huyên vài câu muốn hỏi nàng nơi nào mua sau này nàng chủ động đáp ứng rồi hỗ trợ thẩm nhã tỉnh mấy ngày nay liền luôn luôn chờ của nàng tin tức quả nhiên này nọ không có làm cho nàng thất vọng không phải nói không chỉ là không có thất vọng, mà là thật kinh hỉ mới là. Nàng trang điểm ở gương liền nhìn trái nhìn phải, sau đó quay đầu cảm kích đối với hứa Vi Vi nói, Vi Vi, cảm ơn ngươi, không có ngươi ta đều tìm không thấy tốt như vậy dùng là son môi đâu. Hứa Vi Vi vỗ vỗ ngực hào khí nói, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ a, à, có nhu cầu gì tìm ta là được. Nàng cũng là thật sự tưởng đáp thượng thẩm nhã tỉnh này tuyến, bằng không cũng sẽ không như thế tích cực ra tiền lại xuất lực, tuy rằng tiền này ra vẫn là làm cho nàng có chút đau lòng, nhưng là nghĩ đến về sau hội mang đến hồi báo liền lại bình thường trở lại, nàng nghĩ lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, đúng rồi, ta đây còn có cái khác chi, ngươi xem có thích hay không, thích lời nói liền tặng cho ngươi. Ân. Ừ. Còn có sao? Ta muốn xem. Nghe được lời của nàng thẩm nhã tỉnh ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng, một mặt kích động nói hứa vi vi tiếp theo liền đem mặt khác một chi cho nàng. Ai, ta đều không muốn đem ngoài miệng lau, hảo hảo xem a. À. Thẩm nhã tỉnh cao mày cảm thán nói. Nhưng là không sát lời nói sẽ không có thể thử lại mặt khác một chi, không thử lời nói nàng lại lòng ngứa ngáy thật, do dự một lát về sau, nàng vẫn là cắn răng cầm tờ khăn giấy đem son thỏi cấp lau. Thử qua về sau, không ngoài sở liệu này chi nàng cũng thật thích, lúc này nàng là thật không nghĩ lau miệng ba. Hứa vi vi thấy nàng thích trong lòng cũng vừa lòng cực kỳ, nàng muốn cũng là loại này hiệu quả. Vi vi, ngày mai ngươi muốn đi ra đến ngoạn sao? Chúng ta còn có một chút bằng hữu ra ngoài dạo dạo. Thẩm nhã tỉnh cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhân, hiện tại được nàng ưu việc tự nhiên cũng là nghĩ thế nào trả lại cho nàng. Hứa vi vi nghe xong nhất thời mặt mày hớn hở, nàng chờ chính là giờ khắc này, liên tục gật đầu nói, tốt tốt. Kế tiếp trong thời gian hai người lại quay chung quanh đồ trang điểm hàng huyên thật lâu, cũng theo lần này nói chuyện bên trong, thẩm nhã tỉnh lần đầu tiên theo hứa vi vi miệng đã biết tô tình tên này, nhưng là hiện tại nàng đổ là không có ý kiến gì, cho rằng người này cũng chính là trong lúc vô ý đào đến thứ tốt. Không thể không nói lần này giao dịch nhường mỗi người đều thật cao hứng, mọi người đều cảm thấy bản thân kiếm được, như thế kiện thật chuyện thú vị. Hứa Vi Vi trải qua lần này sự tình về sau thái độ đối với tô tình đó là nhiệt tình tăng vọt, tỳ khí tốt đều nhường không rõ chân tướng tôn ngọc trân cùng Vu Sang âm thầm ngạc nhiên. Tô Tình nhưng là ẩn ẩn đoán được chút gì, nhưng chuyện này đối với mọi người đều có lợi sự tình nàng cũng không có gì hay để nói. Hôm nay ở trong ký túc xá, Hứa Vi Vi gặp tô tình rảnh rỗi, chung quanh cũng không có nhân ở, vì thế liền lại gần ám trà sát trà sát hỏi, tiểu tình, ngươi còn có hay không khác cái gì thứ tốt a? À? trước không nói chính nàng đều thật thích kia mấy con son môi, hơn nữa nàng còn từ giữa thường đến không ít ngon ngọt, cái này càng là ba tô tình không tha, nhất có rảnh liền đi lại hỏi thăm. Tô tình thần sắc do dự một chút, há miệng thở dốc muốn nói gì. Hứa vi vi thấy nàng này biểu cảm liền cảm thấy hấp dẫn, dù sao trước kia đều là minh xác cự tuyệt, hiện tại này muốn nói lại thôi bộ dáng cũng là lần đầu tiên gặp. Nghĩ đến đây, nàng nhất thời một mặt hưng phấn, giơ lên bàn tay cam đoan nói, không có việc gì ngươi nói đi ta khẳng định sẽ không nói ra đi cô tình nghĩ nghĩ cảm thấy điều này cũng không có gì hay giấu giếm, vì thế liền ra tiếng có là có nhưng là được một tuần tả hữu tài năng lấy đến thành phẩm không có việc gì đừng nói một tuần một tháng ta đều chờ đến lúc đó ngươi nên cái thứ nhất tìm ta nha hứa vi vi cười miễn chi nói ân ừ. cô tình đáp ứng rồi Kỳ thực nàng nói này này nọ cũng không tính gần nhất mới chuẩn bị, từ lúc đi qua đã hơn một năm trong thời gian, nàng lục tục theo hệ thống lý chiếm được không ít sản phẩm chế tác phương pháp, chẳng qua bởi vì thời cơ không thành thục, hơn nữa một ngụm ăn không thành đại mập mạp, nàng liền đem đại bộ phận đều tạm thời mắc cạn. Mà trừ bỏ ban đầu son môi bên ngoài, nàng còn vốn định tiếp tục hướng đồ trang điểm phương hướng đi. Mà có lúc ban đầu nghiên cứu chế tạo trụ cột, hơn nữa mấy ngày nay nàng không gián đoạn học tập các loại tư liệu, cho nên lần thứ hai động thủ thời điểm liền so với trước kia thoải mái không ít, lần này dạ dày nàng khẩu lớn hơn nửa chút, theo cục bộ dần dần hướng toàn mặt phát triển. Muốn nói đến hóa trang tô tình cảm thấy quan trọng nhất chính là để trang hiệu quả, để trang nếu không tốt lời nói như vậy toàn bộ trang mặt đều sẽ hủy diệt, cho nên nàng ở một lần trừ thưởng trung trừ đến trụ cột để trang công lê thời điểm trong lòng liền có kế hoạch, mà ở trải qua thời gian dài như vậy lặp lại thí nghiệm về sau, tô tình trong lòng cũng có một chút lo lắng, chỉ kém cuối cùng đóng gói. Mà hứa vi vi lời nói nhưng là làm cho nàng có lấy ra cơ hội. Tô tình chờ nàng đi rồi về sau, trước cẩn thận đem cửa cửa sổ đều cấp quan hảo, sau đó mới từ hệ thống bên trong xuất ra một cái hộp, bên trong có các loại chai chai lọ lọ, bao gồm một ít cách ly, phấn nền còn có để trang phấn linh tinh. Tuy rằng nàng cảm thấy hệ thống bên trong đều là thứ tốt, nhưng cũng không dám khẳng định liền thích hợp mỗi một cá nhân, cho nên xuất phát từ cẩn thận, lần này nàng không tính toán đem thành phẩm trực tiếp bán đi, mà là trước chia làm mấy tiểu phân làm thành dùng thử phẩm, nhìn xem người sử dụng phản ứng, lại quyết định muốn hay không tiếp tục sinh sản. Tô tình làm ra quyết định về sau liền khẩn cấp lập tức đi bắt đầu chuyển động. Chương 77 77 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bởi vì là tiểu dạng, cho nên tô tình cũng không tính toán ở đóng gói thượng phế nhiều như vậy công phu, nàng trực tiếp tìm phía trước liên hệ kia gia xưởng làm cho bọn họ làm mấy chục cái tiểu hào túi giấy cùng hòm, sau đó liền tìm cái thời gian đưa cho hứa vi vi. Sau nàng liền luôn luôn bị vây bận rộn trạng thái, thời kỳ tô tình cách vài ngày liền sẽ cho cố chiến viết thư, ngay từ đầu thời điểm hắn nhưng là trở về thật thường xuyên khả gần nhất mấy ngày nay cũng không biết có phải không phải bận quá vẫn là có chuyện gì đã có hai cái tuần lễ không có thu được của hắn gửi thư Tô tình nghĩ đến đây trong lòng liền có chút lo lắng vì thế nàng còn riêng đánh cái điện thoại đi tìm tằng diệp hoa khả nàng này thê tử đều không biết sự tình tằng diệp hoa liền càng không rõ ràng lắm các nàng tuy rằng thân là quân tẩu nhưng là một ít cơ mật sự tình cũng không có khả năng làm cho nàng nhóm biết tằng diệp hoa cũng chỉ là làm cho nàng đừng lo lắng gần nhất cũng không có gì đại sự phát sinh. Tô tình biết bản thân lo lắng có thể là dư thừa, không nói nàng cũng giúp không được gấp cái gì, chính là xuất phát từ công tác đặc thù tính, bọn họ hảo mấy tháng không liên hệ bên ngoài cũng là bình thường, khả trong lòng nàng đầu chính là không bỏ xuống được. Ngay tại nàng sầu mi khổ kiểm thời điểm, hệ thống ra tiếng an ủi. Ký chủ, ngươi không là làm cho hắn mang theo bùa hộ mệnh sao? Tô tình sửng sốt, qua sau một lúc lâu mới phản ứng đi lại hệ thống nói là cái gì, nàng thế này mới nhớ tới lúc trước bởi vì sợ cố chiến hội có cái gì nguy hiểm, cho nên theo thương trong thành đổi cái bùa hộ mệnh, tuy rằng không có gì đại quy mô công kích phòng ngự cái loại này lợi hại công năng, thế nhưng là cũng đủ ứng phó đại đa số tình huống. Lại nhắc đến này bùa hộ mệnh kỳ thực cùng nàng lúc trước trừ thưởng trừ đến may mắn phụ gia có chút cùng loại, nhưng là liên tục thời gian lâu, ở rất lớn trình độ thượng có thể giúp nhân trước tiên tránh né nguy hiểm. Điều này cũng là tô tình ở thâm tư thuộc lự quá mới quyết định mua xuống, bởi vì này vừa không sẽ khiến cho nhân chú ý, lại có thể ở bất tri bất giác người trung gian hộ hắn, dù sao may mắn loại sự tình này đều là trên trời thưởng cơm ăn, ai cũng không thể nói cái gì. Tô tình nghĩ đến đây, tuy rằng trong lòng còn là có chút lo lắng, nhưng đến cùng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng mua cũng không phải là cái gì tiện nghi hóa coi nàng dĩ vãng đối hệ thống kinh nghiệm đến xem tích phân càng cao chỉ biết hiệu quả càng tốt hơn nữa nàng cúi đầu ôn nhu cười cười nhẹ nhàng sờ sờ đã bắt đầu hiển hoài bụng cục cưng cũng sẽ phù hộ của hắn đi nghĩ thông suốt về sau tô tình liền trước đem việc này phóng ở một bên dù sao nàng mấy ngày nay cũng bận rộn không được không có gì rảnh rỗi thời gian cho nàng đau buồn cảm tính Tuy rằng nàng bây giờ còn là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng bắt đầu bước giai đoạn càng không thể thả lỏng cảnh giác, không có gì so bắt lấy thời cơ càng trọng yếu hơn. Nhà xưởng, máy móc, chiêu công, tiêu thụ. Vô số sự tình đang chờ nàng, mỗi một dạng đều cho nàng tự thân tự lực, tô tình không có dừng lại thời gian nghỉ ngơi. Đang quyết định nhà xưởng cùng thiết bị về sau, bước tiếp theo chủ yếu chính là chiêu đến nhân thủ vấn đề, theo khuếch đại sinh sản, cũng không thể làm cho nàng một người làm hoàng sở hữu sống, như vậy cho dù là thân thể cường thịnh trở lại kiện cũng chống đỡ không được. Nhận người việc này kỳ thực tô tình đã suy nghĩ thật lâu, so với đến tiếp sau thuần túy dây chuyền sản xuất gia công sản phẩm, nàng cùng ngươi muốn là có thể chế tác nghiên cứu phát triển nhân tài, nàng cũng không phải cần các nàng có thể phát minh cái gì càng nhiều tốt đẹp sản phẩm. Dù sao nàng tấm tựa hệ thống hơn nửa đời sau vài thập niên kinh nghiệm hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này vấn đề nàng cần chính là có thể ở của nàng giáo sư hạ có thể hoàn thành sở hữu tài liệu chế tác nhân nhưng là quan điểm này sẽ rất khó đừng nhìn chính là bắt chước chế tác mà khi sơ chính nàng đi theo hệ thống dạy học thời điểm liền bởi vì các loại tỷ lệ phối trí cùng bắt đầu sai biệt vấn đề lặp lại thí nghiệm vô số lần cuối cùng mới thành công này vẫn là cần nhất định hóa học tri thức dù sao hợp thành tỷ lệ bất đồng cuối cùng sản phẩm hiệu quả cũng sẽ kém rất lớn ở nhân tài đông đúc kinh đại Tô Tình cũng âm thầm đánh quá đồng giáo sư sinh chủ ý, nhưng nàng cũng liền nghĩ như vậy, sau đó liền buông tha cho. Lúc này cũng không phải là cái gì chú ý gây dựng sự nghiệp làm giàu thời đại, hiện tại có thể khảo nhập kinh đại học sinh, kia lý tưởng nhường Tô Tình bản thân nghe xong đều cảm thấy hổ thẹn. Lấy hiện tại chế độ, bọn họ theo trường học tốt nghiệp về sau tất nhiên sẽ bị các giới đại lão ngành cướp đi, hiện tại cũng không so sau này. Các nàng lần này nhân ở vài thập niên về sau kia tuyệt đối đều là các ngành nghề trụ cột, hiện tại làm sao có thể xem thượng tô tình này phát triển tiền đồ chưa phó tiểu xưởng Mà thực sự có người tuệ nhãn thức châu, tô tình bản thân ngược lại không là rất tình nguyện, bởi vì xuất phát từ các loại vô pháp thuyết minh nguyên nhân, nàng không muốn để cho của nàng sản nghiệp thoát ly bản thân khống chế, mà một khi tìm cái phía đối tác, khi nhất định rất nhiều chuyện đều khó có thể giấu giếm, cho nên nàng tình nguyện hiện tại chính mình mệt mỏi điểm, đợi đến nàng làm ra nhất định thành tích về sau mới có nhiều hơn lời nói cùng lựa chọn quyền. Tô tình cuối mâu, mờ nhạt ngọn đèn như ẩn như hiện chiếu xạ ở trên mặt thấy không rõ thần sắc. Nàng trầm tư một lát về sau liền lấy ra bản thân laptop, đem ý tưởng đều trước nhất nhất nhớ ghi lại rồi, miễn cho về sau bỗng chốc nghĩ không ra. Hôm đó nàng liền đi ấn một ít có chứa chiêu công tin tức tiểu truyền đơn, bởi vì nàng khai ra giá tiền hợp lý, hơn nữa công tác lại dễ dàng bắt đầu duyên cớ, không bao lâu liền có rất nhiều nhân mộ danh tiếng đến tuy rằng ngay từ đầu mọi người đều ôm hoài nghi tâm tính quá đến xem nhưng biết sự tình là thật về sau tất cả đều thật cao hứng bởi vì là một ít cơ bản lặp lại thao tác cho nên tô tình tính toán chiêu đều là một ít tay chân linh hoạt nhân trừ này đó ra liền không có gì đặc biệt yêu cầu mà qua đến nhận lời mời đại đa số đều là một ít nhàn phú ở nhà nội trợ còn có chính là một ít bằng cấp thấp hơn mới ra đến công tác không lâu nhân bởi vì này thời điểm nhà xưởng rất thưa thớt, hơn nữa chỉnh thể kinh tế không phát đạt, các nàng đều rất khó tìm đến thích hợp công tác, cho nên nghe nói bên này có cơ hội tốt liền đi lại thử một lần, trợ cấp một chút gia dụng. Vừa mới bắt đầu tô tình cũng không tính toán chiêu nhiều người như vậy, liền tính đưa tới, máy móc cũng không đủ dùng, cho nên cuối cùng nàng chỉ chiêu thoạt nhìn tương đối cơ trí một điểm 11 cái. Đem nhân đưa kho hàng về sau, nàng một đám tay cầm tay dậy, tuy rằng thao tác đơn giản, nhưng là vừa mới bắt đầu còn là có người sẽ không sử dụng ở thất bại vài lần về sau chậm rãi đại gia rốt cục bắt đầu bắt đầu phía trước còn lo lắng thích ứng không xong loại này máy móc loại công tác nhưng không bao lâu đại gia an tâm xuống dưới bởi vì tô tình đem phía trước sản phẩm đều chế tác tốt lắm bọn họ chỉ cần đem sản phẩm biến thành hình cùng tiến hành cuối cùng đóng gói bởi vì hôm nay không có khóa cho nên tô tình ngay tại trong kho hàng đợi một ngày làm bảo trụ thật vất vả chiếm được công tác mọi người đều ra sức cực kỳ, ai cũng không dám nhàn hạ. Tô tình còn từ giữa chọn lựa tiểu tổ dài, thuận tiện nàng không ở thời điểm trong giữ mọi người. Ở bên cạnh từng bước một bắt đầu đi lên quỹ đạo thời điểm, tô tình ngựa không dừng vó đi làm buôn bán cho phép cùng sản phẩm kiểm tra, chờ kết quả xuống dưới về sau, nàng rốt cục thoải mái nở nụ cười, nàng không bao giờ nữa là sinh sản tam vô sản phẩm. Cũng may mắn lúc này nhân còn không có này quan niệm, trước đó vài ngày nàng đem son môi bán đi thời điểm còn sợ bị người hỏi mà ở tô tình vội vàng trong khoảng thời gian này hứa vi vi thu được nàng gì đó về sau bản thân cũng chưa kịp dùng liền lập tức thượng thẩm nhã tỉnh nơi đó hiến vật quý đi tuy rằng không biết hiệu quả dùng như thế nào nhưng xem này đóng gói hẳn là liền sẽ không sai lầm rồi mà thẩm nhã tỉnh nghe được nàng nói có tân gì đó cũng có chút khẩn cấp kêu vài cái tiểu thư muội cùng nhau chờ nàng đi lại nhã tỉnh lần trước của ngươi son môi cũng là này cùng một chỗ mua. Một cái trang điểm ung dung, quần áo nhất nhìn qua cũng rất đắt tiền nữ nhân nói nói. Thẩm nhã tỉnh trợn trừng mắt, khi còn có giả, ngươi cũng thử qua kia son môi. Đã là cùng một chỗ sinh sản, chắc hẳn lần này gì đó cũng sẽ không thể làm chúng ta thất vọng rồi. Mặt khác một người phụ họa nói. Ở thẩm nhã tỉnh đồ kia chi son môi đi tụ hội về sau, các nàng vài cái cũng đều coi trọng. Đáng tiếc một tá tham biết được được đoạn ngày tài năng có, trong lòng cũng không miễn có chút thất vọng, lần này nghe nói lại có thứ tốt, liền khẩn cấp đi theo đi lại vô giúp vui. Rất nhanh Hứa Vi Vi liền đi tới nơi này, mấy người cũng cố không lên tán gẫu, ánh mắt ào ào hướng trong tay nàng nhìn đi qua. "Vi Vi, ngươi khả rốt cục đến đây, chúng ta đều chờ không kịp." Thẩm Nhã tỉnh ý cười ngâm ngâm tiêu sái tiếng lên, nhiệt tình giữ chặt tay nàng. "Nhã tỉnh tỷ" tỉ, ta trước tiên liền đi qua đã nghĩ đại gia cùng nhau thử đâu hứa vi vi cũng cười nói mau 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 chạy nhanh làm chúng ta nhìn nhìn một người chờ không kịp nói ân ừ. kỳ thực hứa vi vi bản thân cũng rất hiếu kỳ nàng lấy đến này nọ thời điểm tô tình nhưng là cố ý nói qua sẽ không làm cho nàng thất vọng nàng vừa nói như thế kia chờ mong giá trị lại bay lên vài cái trình tự ở mọi người dưới ánh mắt nàng chậm rãi mở ra gói to So với lần trước Tinh xảo đóng gói, lần này hơi chút hiển có chút keo kiệt, bởi vì bên trong liền vài cái bình nhỏ còn có mấy bao cái túi nhỏ không biết trang cái gì. Không phải nói thứ tốt sao? Thoạt nhìn không giống a. À. Trước hết mở miệng người nọ một mặt thất vọng nói. Hứa Vi Vi cũng ngẩn người, bất quá nàng thật mau liền bình tĩnh lại đến, ta bằng hữu nói này không là cuối cùng sản phẩm, chính là trước nhường đại gia thử một chút tiểu dạng. Ân ừ nghe được lời của nàng về sau đại gia lại hướng tới nàng xem đi lại đừng nói nhiều như vậy chúng ta vẫn là trước thử xem đi thẩm nhã tỉnh ra tiếng nói mọi người đúng 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 thử chẳng phải sẽ biết thẩm nhã tỉnh hỏi bất quá này đó đều phải dùng như thế nào a à? như vậy một lọ bình thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm nàng cũng chia không rõ cụ thể đều là khô thôi bên này có bản thuyết minh Hứa Vi Vi nghe vậy, chạy nhanh nói. Nói không nói nhiều, ở có bản thuyết minh về sau mấy người liền thẩn cấp bắt đầu sách đóng gói. Thẩm Nhã Tĩnh là cái thứ nhất sử dụng, nàng ấn cầu bản thuyết minh thượng chỉ thị đem cái chai đều ấn trình tự bãi lên. Nàng trước làm trụ cục hộ phu về sau, liền cấp bản thân hóa để trang, ban đầu nàng cũng không biết này cái gì để trang không để trang, cơ bản đều là hướng trên mặt mặt phấn sau đó hóa má giận ảnh còn có sau môi liền xong việc, hiện tại nhìn bản thuyết minh mới phát hiện lại có nhiều như vậy bộ sậu nàng vừa mới dùng đến phấn nền thời điểm liền cảm giác được mấy thứ này quả thật không bình thường bởi vì vẽ loạn đến trên mặt thời điểm thật chuẩn xác hoàn toàn không có trước kia nàng đồ phấn nền thời điểm cái loại này thật dày cảm giác bỗng chốc nàng liền mong đợi đứng lên bởi vì không là rất quen thuộc luyện chờ nàng đem trên mặt bàn gì đó đều dùng xong về sau thời gian đã qua đi nửa nhiều giờ người chung quanh cũng không có không kiên nhẫn liền như vậy lẳng lặng cùng đợi nàng. Mà kết quả cuối cùng cũng không có nhường đại gia thất vọng. Chương 78 78 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm nhã tỉnh ở thử xong rồi về sau liền có loại muốn toàn bộ mua xuống xúc động, xem trong gương bản thân, nàng kích động đối với hứa vi vi nói, vi vi, ngươi bằng hữu còn nói nơi nào có thể mua sao? Không có, nàng chỉ nói này cho chúng ta trước dùng thử một chút kỳ thực hứa vi vi ở nhìn thấy này sản phẩm hiệu quả lấy sau trong lòng liền có chút hối hận nàng nếu biết này đó đồ trang điểm hội thần kỳ như vậy liền tính lại nghĩ như thế nào cùng thẩm nhã tỉnh tạo mối quan hệ cũng sẽ không thể hiện tại liền cho nàng dù sao mới như vậy điểm dùng hoàng sẽ không có thẩm nhã tỉnh nghe được lời của nàng về sau nhất thời một mặt thất vọng những người còn lại cũng khiếp sợ cho thẩm nhã tỉnh trang tiền cùng trang sau biến hóa đều một mặt kinh ngạc nhìn nàng đứng xa một chút đều nhìn không ra đến ngươi tìm trang này làn da hoàn toàn không có một chút khuyết điểm bộ dáng một người ra tiếng nói đúng rồi ban đầu dùng phấn bánh thời điểm còn chưa có quyết định thế nào mà lúc này vừa thấy này sai biệt cũng quá lớn điểm mặt khác mọi người phụ họa nói thẩm nhã tỉnh cũng gật gật đầu quả thật so với nàng trước kia dùng quá đồ trang điểm này hiệu quả thật sự kém nhiều lắm che đậy trên mặt đại bộ phận khuyết điểm không nói còn thật gần sát màu da, chính là nhường sắc mặt của nàng so không hóa phía trước càng trắng nõn chút. Quay đầu nàng liền đem chủ ý đánh tới còn lại mấy túi dùng thử phẩm trên người, nhận thấy được ánh mắt của nàng về sau, ở đây mọi người tạc. Nhã tỉnh ngươi nhưng đừng như vậy không phúc hậu, tốt xấu gặp giả có phân A. Đúng rồi đúng rồi. Mọi người nói xong liền nhất ủng mà lên, đem thừa lại mấy túi nháy mắt quát phân xong. Thẩm nhã tỉnh xoay người giữ chặt hứa vi vi thủ, xin nhờ nói vi vi ngươi sẽ giúp ta hỏi một chút nếu còn có lời nói nhất định cho ta lưu trữ đúng 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 chúng ta cũng muốn những người khác cũng phía sau tiếp trước nói hảo hứa vi vi gật gật đầu các nàng không nói nàng cũng sẽ đến hỏi dù sao chính nàng đều tâm động thật thấy nàng đáp ứng rồi về sau thẩm nhã tỉnh yên tâm xuống dưới dùng quá bộ này sản phẩm về sau nàng sẽ lại cũng chướng mắt cái khác đồ trang điểm khả cho dù tỉnh một điểm dùng kia lượng nhiều lắm có thể chống đỡ vài ngày cái này trong lòng nàng là càng thêm nôn nóng mỗi ngày ngóng trong hứa vi vi tin tức có này ý tưởng không chỉ nàng một người đại gia ào ào nghĩ một khi có hóa liền muốn đính cái mấy bộ liền tính bản thân không cần cũng có thể đưa cho người khác này tình huống cũng là tô tình vui với gặp được ngay từ đầu đem tiểu dạng thả ra đi về sau liền đánh bản thân tính toán nhỏ nhặt nàng chiếm được hứa vi vi sử dụng cảm tưởng về sau liền nhanh hơn sinh sản tiến trình. Kho hàng bên kia mỗi ngày đều ở sinh sản càng nhiều hơn sản phẩm, hàng hóa ở nàng khả khống phạm vi trong vòng cũng chồng chất càng ngày càng nhiều, vì tìm được thích hợp bán địa điểm. Trong lúc này, Tô Tình còn chuyên môn nghiên cứu một chút kinh thành các địa phương dòng người lượng cùng giai tầng đám người. Bởi vì ngay từ đầu liền đánh đi ở giữa cao quả nhiên lộ tuyến, nàng tự nhiên không có khả năng tùy tiện tìm cái cửa hàng liền bắt đầu bán ở nàng do dự thật lâu về sau, rốt cục mang theo một cái gói to đi tới đã sớm quan sát tốt địa phương, kinh thành duy nhất một nhà bán xa hoa trang phục bách hóa đại lâu. Tô tình vào đại môn liền lập tức đi tới một cửa hàng phô cửa, nàng phía trước đi dạo thật lâu, ở đối lập mấy nhà điếm về sau cuối cùng tuyển định nhà này, đơn giản là bên trong quần áo cùng trang hoàng càng phù hợp của nàng thẩm mỹ cùng càng gần gũi sản phẩm phong cách. Nàng vừa đi vào môn liền có cái người phục vụ đón đi lên, một mặt nhiệt tình nói nhĩ hảo xin hỏi cần chút gì sao tô tình trong lòng vừa lòng gật gật đầu đối nhà này điếm thứ nhất cảm giác là tốt lắm dù sao lúc này quốc nội buôn bán không phát đạt hơn nửa vật tư khuyết thiếu là điển hình bán ra thị trường căn bản không có sau này cái loại này khách hàng là thượng đế lý niệm chỉ cần thái độ quá đi chỗ đó đều là tốt nàng gật đầu cười cười nói xin hỏi lão bản ở trong này sao ta có việc muốn tìm nàng tâm sự Người phục vụ ngẩn người, không nghĩ tới cái này xinh đẹp muội tử tiến vào không là mua quần áo vậy mà muốn tìm các nàng lão bản, bất quá trên mặt nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói một tiếng, "Hảo, ngươi chờ một chút." Tô Tình gật đầu. "Ân." Đám người đi rồi về sau, nàng chậm rãi đánh giá chung quanh trang sức cùng quần áo, phía trước nàng cũng đã tới, chẳng qua không có xem như vậy cẩn thận nàng phát hiện trong tiệm quần áo kỳ thực không tính là đặc biệt xuất sắc cái loại này, nhưng là nhà này điếm lão bản hẳn là hiểu lắm trang hoàng cùng ngọn đèn tầm quan trọng, rõ ràng quần áo cùng tô tình ở rất nhiều địa phương nhìn đến không sai biệt lắm, nhưng hơn nữa hoàn cảnh phụ trợ, ngạnh sinh sinh sử này quần áo nhìn qua xa hoa xa hoa chút, nhưng sẽ không làm cho người ta một loại hoa cả mắt cảm giác. Còn chờ nàng tiếp tục quan sát, qua đại khái vài phút, theo bên ngoài liền truyền đến giày cao gót dẫm trên đất phát ra, đát đát đát, tiếng vang. Nhĩ hảo, xin hỏi là ngươi muốn tìm ta sao? Nghe được động tĩnh về sau tô tình lập tức chuyển qua thân, quay đầu liền gặp được một cái nhìn qua cũng rất khôn khéo nữ nhân. Tô tình gật gật đầu, đúng, ngươi xem có thể tìm một chỗ tâm sự sao? Tiền tuệ như xem nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, mang theo nàng đi đến trong tiệm phòng nghỉ, bên này đi chờ hai người tìm cái địa phương ngồi xuống về sau, Tô Tình cũng không nói thêm cái gì vô nghĩa, trực tiếp vào chính đề. Nàng đem trong tay gói to phóng tới trước mặt trên bàn, đem của nàng ý tưởng đều nhất nhất nói ra. Là như vậy ta nghĩ muốn ở của các ngươi trong tiệm bán ra của ta sản phẩm, không cần thiết chiếm bao nhiêu địa phương, chỉ cần một cái quầy là được rồi, đương nhiên ta cũng sẽ không thể bạch chiếm của các ngươi điếm, này nọ mỗi bán ra nhất kiện thời điểm các ngươi có thể được đến 5% thu vào, bất quá giá phải do ta đến định. Tiền tuệ như ngay từ đầu còn có chút không chút để ý, nhưng nghe vài câu về sau thần sắc của nàng liền dần dần nghiêm cẩn đứng lên, nếu thực ấn này tiểu cô nương lời nói đến xem, này còn thật là nhất bút ổn kiếm không bồi mua bán, dù sao nàng liền chỉ cần thập ra một chỗ, cũng không cần thiết cái gì phí tổn, liền tính không có bán đi nàng cũng không có tổn thất. Tiền tuệ như cao mày tâm nghiêm cẩn suy tư về sự tình thực thi có thể làm tính. Tô tình thấy nàng lâm vào trầm tư cũng không vội mà thúc giục, uống một ngụm nước lẳng lặng ở một bên cùng đợi. Qua một khắc chung tả hữu, tiền tuệ như rốt cục làm tốt quyết định, nhưng là nàng cũng không thể liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi, dù sao cũng là người làm ăn, nếu không có lợi nhuận lời nói vẫn là không thể hấp dẫn nàng, như vậy, quan trọng nhất một vấn đề liền đến đây. Có thể nhường ta nhìn xem muốn bán là cái gì sao? Tô tình nghe xong lời này đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất này đại biểu cho nhân gia nguyện ý lo lắng lo lắng, nàng sợ nhất chính là ngay cả làm cho nàng triển lãm cơ hội đều không có liền cự tuyệt nàng. Nàng ứng một câu, hảo. Sau đó liền mở ra trước mắt túi giấy, giới thiệu nói, là một ít đồ trang điểm, ngươi xem. Nghe được nàng nói là đồ trang điểm, tiền tuệ như hứng thú bỗng chốc liền lên đây, vừa mới bắt đầu nàng còn sợ nàng muốn bán là một ít cùng nàng trong tiệm không liên quan nhau gì đó, nói vậy chủ ý dù cho nàng cũng khó lấy đáp ứng hiện tại xem ra người này nhưng là thật sự có phải làm sự tâm tư tuy rằng đồ trang điểm cùng trang phục thuộc loại hai loại bất đồng sản phẩm nhưng chúng nó trong lúc đó còn là có chút mấu chốt tính hơn nữa lấy ra nếu quần áo lời nói trong lòng nàng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái bán không ra đi chiếm địa phương bán thật tốt quá cho dù có chút thu vào khả đến cùng không thể so tự quần áo bán đi đến hảo hơn nữa thân là nữ nhân, nàng đối với đồ trang điểm loại này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Vốn tiền tuệ như cũng không ôm bao lớn hy vọng, chỉ tưởng ở chợ thượng không sai biệt lắm sản phẩm, khả đang nhìn bên trong gì đó về sau, chính nàng nhưng là trước để bụng, bởi vì quan theo đóng gói đến xem liền đủ để cho nàng có mua xuống xúc động. Nàng ngẩng đầu hỏi, này đó đều là... Ân. Tô tình gật đầu nói. Hơn nữa cho nàng nhất nhất triển lãm cách dùng. Tiền tuệ như nhìn hiệu quả về sau lập tức liền kích động, xem thế này cũng cố không lên làm cái gì mua bán, này đó muốn bao nhiêu tiền, có thể bán cho ta sao? Nói xong bản thân đổ là có chút ngượng ngùng, dù sao nhân gia đi lại là theo nàng đàm sinh ý. Tô tình sợ run một chút, lập tức liền cười gật gật đầu, có thể, ta tính toán mỗi chi son môi bán 58 khối, thừa lại này đồ trang điểm đầy đủ bán 88, người nếu muốn liền đánh cái lục chiếc cốt lắm. Thành, bộ này ta liền nhận, ngươi xem ngươi muốn ở chỗ nào thiết quầy, để sau ta liền đi thu thập cho ngươi. Tiền tuệ như đang nhìn dùng thử hiệu quả về sau, kia nhiệt tình nháy mắt bay lên vài cái độ, nghe được nàng nói muốn cho nàng giảm giá, trên mặt ý cười liền càng sâu, ta gọi tiền tuệ như, ngươi bảo ta như tỷ là được rồi. Nói xong liền vương rảnh tay. Tô tình thấy thế nắm đi lên, cười nói, như tỷ, ta gọi tô tình, về sau còn phải nhiều hơn làm phiền ngươi. Hai người nói xong liền nhìn nhau cười, đối lần này nói chuyện với nhau đều cảm thấy rất hài lòng. Tô tình ở giải quyết này một đại sự về sau, liền lập tức bắt tay vào làm đem trong kho hàng sản phẩm cấp nhất nhất vận đưa tới, vì quầy có vẻ mỹ quan, nàng riêng làm thủy tinh bộ dáng, còn tại mỗi một kiện sản phẩm bên cạnh thả cái dùng thử phẩm, nhưng quy định sau môi không thể dùng ở ngoài miệng. Đang quyết định tất cả những thứ này về sau, nàng lại đi in ấn hán ấn rất nhiều màu sắc rực rỡ tuyên truyền đang, tận lực đem trang giấy trang web làm hấp dẫn nhân. Nàng còn riêng trước tiên thông tri hứa vi vi bán địa điểm, tin tức này truyền ra, bỗng chốc liền nhường thẩm nhã tỉnh đám người hưng phấn, dù sao lần trước tiểu dạng đã sớm dùng xong rồi, đã sớm sốt ruột cùng đợi có thể mua được một ngày này, hơn nữa các nàng phát hiện thứ tốt, lại ào ào đều tự cấp bản thân thân thích bằng hữu khoe ra giới thiệu, cái này biết đến nhân liền càng nhiều, không nói tất cả mọi người có tưởng mua tâm, nhưng ít nhất đã nhường càng nhiều hơn nhân chú ý đến này sản. Phẩm Căn cứ vào điểm này, tô tình kế hoạch cũng đã thực hiện một nửa. Ở được đến tô tình tin tức một khắc kia, hứa vi vi dễ dàng tràn quyết định thượng hóa ngày đó phải đi mua, nàng còn tổ chức gần nhất đùa tương đối người tốt cùng nhau, bởi vì gần mấy ngày nàng hỗn tương đối khai nguyên nhân, nhưng là có rất nhiều người cho nàng này mặt mũi. Chương 79 79 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com vừa mới tiến quầy ngày đó tô tình bản thân cũng đi hỗ trợ dù sao không thể hoàn toàn dựa vào cửa hàng quần áo viên công trước không nói đối phương không hiểu lắm nàng gì đó liền tính biết kia sản phẩm cũng không phải các nàng trong tiệm đến cùng sẽ không như thế thời khắc cố lo lắng đến vừa khai trương duyên cớ vì có thể ở trước tiên hấp dẫn đến nhân Nàng còn riêng mời cá nhân ở hiện trường triển lãm sản phẩm sử dụng phương pháp cùng hiệu quả mà nàng tìm người thời điểm liền lượt có chút cẩn thận cơ, bởi vì muốn sử hiệu quả có vẻ càng thêm rõ ràng, tô tình tìm cái diện mạo thật bình thường nữ nhân, khi nữ nhân trên mặt màu da có chút hắc hoàng, hai gò má còn có chút lấm tấm, nàng ở kinh quá nhân gia đồng ý về sau, liền xiêm áo cái ghế ở quầy bên cạnh bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Nàng như vậy một phen động tác vào lúc này vẫn là thật làm cho người ta tân kỳ, phụ cận nhân bỗng chốc đã bị hấp dẫn đi lại, chung quanh bắt đầu chen đầy người, mọi người đều ở châu đầu ghé tai thảo luận bên này đến cùng là đang làm gì, trường hợp trong nháy mắt trở nên ồn ào lên. nhưng cho dù nhân rất nhiều, nhưng càng nhiều hơn nhân vẫn là vô giúp vui, chính là quá đến xem, cảm thấy tân kỳ, nhưng thẳng nếm thử nhân nhưng không có. cho đến khi sau này Hứa Vi Vi mang theo một đám đông đi lại về sau, trường hợp mới là triệt để náo nhiệt lên. ở đi đến cô tình nói đến cửa thời điểm, nhìn đến kia vây quanh một vòng lớn đám người. Hứa vi vi còn có chút kinh ngạc, nàng chạy nhanh búng đám người tiến lên chen vài bước. Ở nhìn thấy tô tình ở phía trước giúp một nữ nhân ở hóa trang thời điểm, nàng liền càng là có chút mộng, bất quá nghĩ lại nàng liền bản thân ở trong lòng não bổ quá trình, chỉ cho rằng xá hữu là đi lại hỗ trợ bán. Dù sao trong trường học xuất ra kim chức nhân cũng không ít. Quay đầu nàng liền quay đầu nhìn về phía thẩm nhã tỉnh, duỗi tay chỉ vào tô tình nói, nhã tỉnh tỷ, bên kia cái kia chính là ta xá hữu, phía trước đều là nàng giúp chúng ta mua. Thẩm nhã tỉnh theo ngón tay nàng nhìn đi qua, nhìn đến phía trước đứng cái diện mạo diễm lệ, dáng người mạng diệu tiểu cô nương, kinh ngạc nói, đây là người xá hữu A, à, trưởng đổ rất xinh đẹp, chợt vừa thấy ta còn tưởng rằng là trong tivi đầu minh tinh đâu. Tiếp theo nghĩ đến bên trong có nàng tâm tâm niệm niệm đồ trang điểm, vội vàng kéo qua hứa vi vi thủ liền đi về phía trước, chúng ta khoái thượng tiền quá đi xem hứa vi vi gật gật đầu nàng cũng tưởng xem càng rõ ràng chút cho nên lập tức hướng phía trước chen đi qua miệng không được nói ngượng ngùng nhường một chút ôi này tiểu cô nương chen cái gì à bởi vì các nàng mấy người như vậy nhất chen người chung quanh liền đi theo hoạt động bước chân có người bất mãn nói một tiếng bất quá còn không chờ các nàng lại nói cái gì đó liền bị tiền phương động tỉnh hấp dẫn đi qua T chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một thanh âm vang lên lượng hút không khí thanh. Bởi vì kỹ thuật thuần thục, hơn nữa sợ vây xem nhân chờ không kịp duyên cớ, Tô Tình theo ngay từ đầu động tác liền phi thường mau, xem làm cho người ta có loại hoa cả mắt nhưng cảm thấy rất lợi hại cảm giác. Qua đại khái 15 phút, nàng đã xong cuối cùng một động tác, sau đó nghiêng đi thân mình đem phía trước nhân hiển lộ xuất ra. Ôi, này vẫn là vừa mới cái kia con gái sao? này không là thay đổi cá nhân đi. Này nhìn qua hoàn toàn không giống với A, à, sao lại thế này? Vừa rồi gặp cái kia tiểu cô nương giống như tự cấp nàng hóa trang bộ dáng, nhưng này trước sau trên lệch cũng quá lớn đi. Chính là, nếu không là ta theo vừa rồi liền tại đây xem, cũng không gặp có người đi qua, ta còn tưởng rằng thật sự thay đổi cá nhân đâu. Ở nhìn thấy cuối cùng hiệu quả thời điểm, đám người bỗng chốc liền nổ tung, mọi người bắt đầu nghị luận ào ào. Vì bên này là bán xa hoa trang phục, đi lại dạo phố cũng đều là một ít gia đình điều kiện không sai nữ nhân, các nàng bình thường tự nhiên là đối đồ trang điểm phương diện này có điều hiểu biết, nhưng chỉ có bởi vì hiểu biết mới cảm thấy càng thêm khiếp sợ. Tô Tình thanh thanh tiếng nói, sau đó đề cao âm lượng lớn tiếng nói, đại gia yên lặng một chút. Hãy nghe ta nói một chút. Nghe được của nàng thanh âm về sau, trong đám người nói chuyện dần dần thiếu xuống dưới, ánh mắt ào ào hướng nàng tụ đi qua. Tô tình gặp yên tĩnh rốt cục mở miệng nói này là chúng ta tân nghiên cứu phát triển sản phẩm cụ thể hiệu quả đại gia đã ở vừa mới nhìn đến nếu quả có cái gì không hiểu địa phương có thể nêu câu hỏi lời này vừa ra mọi người ào ào mở miệng nói đây là đồ trang điểm sao dùng như thế nào a à? giống như có rất nhiều chai chai lọ lọ bộ dáng tiểu cô nương quý không quý a à? ta phía trước dùng quá một ít bên ngoài đại bài tử khả đều không có loại này hiệu quả. Dung không dễ dàng bắt đầu. Vừa rồi gặp ngươi có vẻ động tác rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn lại là bảy miệng tám lời câu hỏi thanh. Khi thanh âm nghe tô tình sọ não đều phải đau. Nàng chạy nhanh ý bảo mọi người trước an tĩnh lại, sau đó một người tiếp một người trả lời, đây là cơ bản nhất để trang, cho nên là thật dễ dàng bắt đầu, đương nhiên cũng bởi vì tương đối trụ cột, cho nên không có khả năng hội có cái gì rất lớn biến hóa, nhưng trên mặt khuyết điểm che đậy cùng màu da đều đều tuyệt đối sẽ làm ngài vật có sở trị. Tiếp theo nàng lại tinh tế giảng giải sử dụng quá trình, tuy rằng này đó bản thuyết minh lý cũng có, nhưng dù sao cũng là vừa mới bắt đầu, này đó công tác vẫn phải làm. Kỳ thực vừa mới bắt đầu đại gia sẽ có lớn như vậy phản ứng, trong đó một nguyên nhân ở chỗ nhất bạch che trăm xấu, một cái diện mạo liền tính thật người bình thường ở bạch thượng vài cái độ hơn nữa cũng sẽ không quá mức đột ngột về sau. Kia nhìn qua tuyệt đối là thuộc loại đẹp mắt cấp bậc, ở mỗi một cái phương diện mà nói, tốt làn da ở ngoài mạo giá trị lý tuyệt đối chiếm một cái rất trọng yếu vị trí. Lại có một nguyên nhân chính là son môi, vốn đơn điệu vô kỳ mặt, gặp gỡ chính hồng sắc thái đánh sâu vào, liền tính không có bóng mắt má hồng cao quang, khả vào lúc này kia nữ nhân thay đổi cũng tuyệt đối có thể cấp mọi người ở thị giác thượng sinh ra đánh sâu vào cho nên nàng nhóm mới có thể cảm thấy kinh ngạc như vậy. Ở quan sát mọi người phản ứng về sau, tôi tình bỏ xuống một cái áp đảo mọi người đạo thảo, hôm nay mua có thể giảm 20% ưu đãi. Ôi, vốn đang có chút do dự mọi người nhất thời liền lửa nóng lên, ban đầu các nàng nhìn hiệu quả lại nghe xong giảng giải về sau cũng có chút tâm động, nhưng lại sợ giá rất quý, mà lúc này nghe được có ưu đãi, hơn nữa chỉ tại hôm nay tiến hành, xem thế này xem như triệt để bị điểm đốt mọi người nhất ủng mà lên, khi tư thế cực kỳ giống đời sau tranh mua cảnh tượng. Điều này cũng là tô tình một cái khác sách lược, bộ này tiêu thụ phương án ở phía sau thế có thể nói là lạng đường cái, cho dù bãi lại đại trận trượng cũng sẽ không có bao nhiêu nhân xem, nhưng đối cho lúc này mà nói, thì phải là cái thứ nhất ăn con cua nhân, phía trước hoàn toàn không có tiền lệ, ngay cả xúc tiêu ưu đãi loại này thủ đoạn cũng căn bản không ai sử dụng. Cho nên nàng coi như là chiếm thời đại tiện nghi vốn đang tính rộng mở cửa hàng bỗng chốc liền chen đầy người, mà kia vốn sẽ không đại quầy nhìn qua liền càng thêm đáng thương, nếu không có thủy tinh ngăn đón, sợ là bị người chung quanh cấp chen bạo. Mà tiền tuệ như ở nhìn thấy bên này lửa nóng cảnh tượng về sau một mặt trận mắt há hốc mồm, bất quá nàng lập tức phản ứng đi lại, chạy nhanh tiếp đón nhân viên cửa hàng tiến lên hỗ trợ. Dù sao nàng cũng phải nhận được lợi nhuận, không giúp đỡ nhiều bán đi một điểm, kia mới là ngốc tử đâu quốc mọi người là yêu vô giúp vui, hơn nữa hiện ở nơi nào có thể nhìn đến như vậy lửa nóng cảnh tượng, cho nên bên ngoài nhân ở nhìn thấy bên này động tĩnh về sau, lại cuồn cuộn không ngừng hướng trong tiệm chen, còn có chen không vào nhân ngay tại điếm cửa không ngừng phía bên trong nhìn quanh, sợ bỏ lỡ cái gì trò hay. Cũng may mắn tô tình đã sớm đem hóa đều trước vận đưa tới, chuyên mượn trong tiệm kho hàng, bằng không sợ là vừa tới một hồi liền hao phí thật nhiều thời gian. Ở tiễn bước một đám lại một đám khách nhân về sau, trong tiệm nhân dần dần thiếu xuống dưới, tô tình liệt ở một bên trên ghế mệt thở hổn hển. Mà trong lúc này, hứa vi vi cũng riêng đi lại cùng nàng đánh thanh tiếp đón, tiểu tình. Ân. Tô tình ngước mắt nhìn đi qua, nhìn thấy người tới, khóe miệng dơ lên cười cười, vi vi đi lại. Hứa vi vi gật gật đầu, ân, ta mang ta bằng hữu quá đến xem. Đang lúc nàng còn muốn nói cái gì thời điểm, theo quầy bên kia truyền đến tiền tuệ như thanh âm, tiểu tình, bên này. Ai, tới rồi. Tô tình chạy nhanh đứng dậy, một mặt thật có lỗi nói, vi vi, có thời gian sẽ tìm ngươi tán gẫu. Thấy nàng như vậy vội, hứa vi vi tự nhiên không tốt lại quấy rầy nàng, vội vàng gật đầu, hảo. Một buổi sáng thời gian ngay tại bận rộn trung đi qua, rốt cục nhanh đến cơm trưa thời điểm, bên ngoài nhân cũng dần dần thiếu, ở tiếp đón hoàng cuối cùng một người khách nhân về sau, Tô Tình cùng Tiền Tuệ như nhìn nhau cười, mỏi mệt chung mang theo hưng phấn. Tô Tình cảm thấy bản thân còn là không có làm tốt hoàn toàn tính toán, nàng ngay từ đầu là không nghĩ bản thân tự mình ra trận, dù sao so với kiếm tiền, nàng càng cố trong bụng cục cưng, nhưng nàng không nghĩ tới vậy mà hội có nhiều người như vậy, phía trước cũng cảm thấy ngày đầu tiên hẳn là không bao nhiêu nhân sẽ như vậy mua, cho nên còn chưa có chiêu đến tiêu thụ nhân thủ hiện tại xem ra phải nhanh hơn tiến trình, cũng không thể mỗi lần đều phiền toái trong tiệm viên công hỗ trợ. Bọn người tản ra về sau, nàng rốt cục có cơ hội xem xét hôm nay thủ xuất tình huống, này vẫn là nàng lần đầu tiên bán ra nhiều như vậy, so với ban đầu tiểu đánh tiểu nháo mà nói kia tuyệt đối là cái vĩ đại tiến bộ. Bởi vì mỗi kiện thương phẩm đều là định giá bán ra, hơn nữa kiện sổ cũng là có công tác thống kê, cho nên có thể coi là cuối cùng tiêu thụ ngạch vẫn là rất dễ dàng. Vốn cô Tình đang nhìn đến hôm nay lửa nóng về sau cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng nàng vẫn là bị cuối cùng thành tích cấp kinh ngạc một chút, bởi vì này so nàng ngay từ đầu dự tính, thật sự tốt thượng rất nhiều. Không ra nàng sở liệu, ở sở hữu sản phẩm chung, bán nhiều nhất vẫn là son môi. Bởi vì đồ trang điểm là đầy đủ bán, cho nên một ít nhân tâm để vẫn là sẽ có chút do dự, ở lượng tiêu thụ thượng hiện ra liền hơi chút yếu đi chút. Bởi vì son môi định giá là 58 mà đánh chiếc về sau hơn nữa sau này nàng lại cấp lau số lẻ, cho nên một chi giá vì 46, thủ suất 15 chi, công lê là 70, thủ suất 11 bộ. Chợt vừa thấy số đếm không tính đại, cũng đừng quên đây là 70 niên đại, là tiền lương mới mấy chục đồng tiền 70 niên đại, hơn nữa hiện tại mới là một buổi sáng, Tô Tình ngay từ đầu đã làm tốt lắm mọi người chỉ nhìn không mua chuẩn bị, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy kinh hỉ. Điều này thực làm cho nàng tin tưởng bắt đầu trà xác cỏ bay lên. Tô tình tọa ở trong góc ám trạc trạc sổ đã nhồi vào bàn quỹ tiền, nhưng cuối cùng lại bởi vì mức rất đại mà buông tha cho, bởi vì này thời điểm mỗi trương tiền giá trị tiền đều tương đối tiểu, như vậy một đống tích đứng lên nhìn qua thực tại dọa người. Thấy nàng một người oa ở trong này, tiền tuệ như tò mò đã đi tới, mặt mang kích động hỏi, tiểu tình, thế nào? Buổi sáng náo nhiệt cảnh tượng nàng là gặp được, Tuy rằng xem nhiều mua thiếu, nhưng mỗi dạng giá cũng không thấp, cho nên nàng nghĩ cuối cùng tổng ngạch khẳng định cũng sẽ không thể thiếu tới đó đi. Tô Tình cười hít mắt nói, như tỷ, lấy ngươi phúc, hôm nay xem như đại mùa thu hoạch. Nghe được lời của nàng về sau tiền tuệ như hưng trí càng là lên đây, nàng buồn cười nói, ngươi cũng đừng điếu dạ dày ta khẩu, nói ra làm cho ta cũng cao hứng cao hứng. Kỳ thực là nàng lấy tô tình phúc mới là, bên này náo động đến động tỉnh lớn như vậy, không sai biệt lắm toàn bộ đại lâu mọi người đi lại vô giúp vui, có chút chen không đến quầy nhân liền ở rảnh rỗi thời gian nhìn hội quần áo, liên quan nàng trong tiệm sinh ý cũng tốt thượng không ít. Tô tình cười lắc lắc đầu, ở người trước mắt chờ không kịp dưới ánh mắt chậm rãi vương tứ căng ngón tay. Tiền tuệ như xem ngón tay nàng, hưng phấn nói, 400. Khi cũng rất tốt. Nàng vừa dứt lời, tô tình liền lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, bốn vị sổ. T chỉ thấy tiền tuệ như tránh lớn ánh mắt, một mặt không dám tin, miệng trương trương, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu nói đến. Nàng run run nói, ngươi, không gạt ta đi. Gặp cô tình khẳng định gật gật đầu, nàng mới rút cuộc tin cái sự thật này, nàng dùng sức kháp một chút bản thân cánh tay, cho đến khi cảm thấy đau đớn về sau mới kích động nhảy dựng lên, ai u uy. Dĩ nhiên là thật sự. Qua sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi tiêu hóa hoàng tin tức này gây cho của nàng đánh sâu vào theo trước đó vài ngày nàng theo tô tình nơi đó mua quá thành phẩm về sau nàng đã nghĩ này bút sinh ý không mệt nhưng thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng như vậy kiếm tuy rằng nàng chiếm tỷ lệ không nhiều lắm nhưng này là bạch a nàng cũng liền ra cái địa phương này khả không phải là thiên thượng điệu bánh thịt sao xem thế này nàng càng là kiên định muốn cùng tô tình đánh hảo giao tế tâm tô tình nói như tỷ ta sẽ mau chóng tìm cá nhân đi lại xem quầy, bởi vì ta bình thường còn phải đến trường, phiền toái ngươi giúp ta nhiều xem điểm. Ai, không nói ta cũng cố điểm, ngươi liền đừng lo lắng." Tiền Tuệ như vỗ vỗ bộ ngực cam đoan nói, bất quá nghe được nàng mặt sau câu nói kia, trên mặt liền càng là chấn kinh rồi, ngươi còn tại đến trường. Ở nơi nào đọc a? À? Nàng ngay từ đầu xem Tô Tình này quần áo khí chất còn tưởng rằng là trong nhà có tiền tiểu hài tử ra ngoài chơi ngoạn đâu không nghĩ tới vậy mà còn tại đọc sách. Cô tình gật gật đầu nói, ân, ở kinh đại bên kia, như tỷ ngươi nếu có việc cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Tiền tuệ như nghe vậy có chút không nói gì, nàng đã không biết bản thân nên dùng cái gì biểu cảm, này tiểu cô nương trưởng đẹp mắt không nói, kiếm tiền năng lực còn lợi hại như vậy, hiện tại vậy mà còn nói là kinh đại học sinh, thật sự là người so với người khí tử người nha. Nàng theo đáy lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là thật, chúng ta nhưng là so thật. Tô Tình cười nói, tỷ, ngươi còn trẻ đâu, nói cái gì lời không may. Tiền tuệ như bị nàng đậu nở nụ cười, treo gẹo nói, liền ngươi có thể nói. Thốt ra lời này hoàng, hai người cũng không khỏi nhìn nhau cười. Đi trước ăn cơm đi, đều vội một buổi sáng, hiện tại cũng đói bụng. Tiền tuệ như vừa nói vừa lôi kéo tô tình thủ đi ra ngoài. Hảo! theo hai người càng chạy càng xa, thanh âm cũng dần dần thấp xuống. Chương 80 80 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ăn xong cơm trưa về sau hai người liền lại nhớ tới đều tự cương vị công tác, được lợi cho phía trước in và phát hành tuyên truyền đang cùng buổi sáng náo nhiệt, hơn nữa hôm nay lại đúng là cuối tuần nhàn hạ thời điểm, cho nên buổi chiều bị hấp dẫn tới được nhân càng ngày càng nhiều, Cùng cuộn không ngừng sản phẩm bắt đầu bán đi ra ngoài. Đang vội lục một ngày về sau, tô tình cũng mệt mỏi, nàng cùng tiền tuệ như thương lượng hảo, lục điểm không đến liền đem quầy cấp triệt. Ở đêm hôm nay thu vào chiếc thành 5% cho tiền tuệ như về sau, nàng liền kéo mỏi mệt bộ pháp trở về trường học. Tuy rằng rất mệt, cần phải là mỗi ngày đều loại trình độ này lời nói, nàng sợ là nằm mơ đều cười tỉnh. Tuy rằng vẫn là đầu mùa xuân, nhưng tô tình cảm thấy bản thân cả người đều bị hãng cấp tẩm ẩm dinh dính ngấy khó chịu không được nàng bước trầm trọng bộ pháp sau lưng còn lưng một cái đại bao bên trong tự nhiên là trang đầy hôm nay một ngày thu hoạch trở lại ký túc xá về sau nàng đem bản thân bao trước cấp cẩn thận phóng hảo sau đó tùy tiện tìm điểm ăn điền đầy bụng tắm rửa xong về sau liền đem toàn bộ thân mình nện ở trên giường tuy rằng ổ chăn không mềm mại nhưng nằm xuống một khắc kia vẫn là làm cho nàng thoải mái vị thở dài một hơi trong phòng im ắng chỉ nghe thấy đồng hồ đi lại tháp 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 khiến người buồn ngủ tiếng vang đi theo này của bài hát ru con tô tình cũng không lâu lắm liền tiến nhập mộng đẹp nàng này vừa cảm giác liền ngủ đến ngày thứ hai nhìn thấy tô tình theo giường xuống dưới trong ký túc xá những người khác đều kinh ngạc một chút phía trước luôn luôn không có nghe đến động tĩnh các nàng còn tưởng rằng nàng tối hôm qua không trở về đâu tiểu tình ngươi chừng nào thì trở về a à, chúng ta còn tại nói hôm nay có khóa đâu tôn ngọc trân ngẩng đầu nghi hoặc hỏi ngày hôm qua buổi chiều trở về liền trực tiếp lên giường ngủ khả năng ta ngủ rất tử các ngươi cũng không có nghe đến cô tình sờ sờ tóc có chút phát mộng nói đã trở lại là được ăn xong bữa sáng chạy nhanh đi lên lớp đi tôn ngọc trân nói ân ừ. cô tình nhẹ nhàng lên tiếng tiếp theo liền mặc dép lê hướng ban công đi đến bởi vì hiện tại các nàng khóa không nhiều lắm cho nên vẫn là có rất nhiều sau khi học xong thời gian, tôi tình liền thừa dịp thời gian này về tới trong tiệm, tưởng sau ngày hôm qua, hôm nay sinh ý rõ ràng thưa thất rất nhiều, điểm ấy nàng nhưng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao ngày hôm qua mọi người đều đi lại vô giúp vui, xem xem nói không chừng còn có tưởng mua tâm, hơn nữa nàng cấp ra ưu đãi, tự nhiên có thể hấp dẫn đến rất nhiều người, mà từ hôm nay trở đi tiền lời sợ là hội chậm rãi hạ xuống tuy rằng trong lòng còn là có chút cảm giác khó chịu nhưng tô tình rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tính hơn nữa lập tức từ giữa giới điểm tìm cái tuổi trẻ tiểu cô nương hỗ trợ xem quầy nàng mỗi ngày còn phải đến trường bên này vẫn là yếu nhân hỗ trợ xem điểm chút tiền ấy cũng không thể tỉnh mà trên thực tế nàng quyết định này làm thật chính xác hơn cá nhân hỗ trợ về sau tô tình rõ ràng thanh nhàn xuống dưới như vậy nàng cũng có càng nhiều thời giờ liền xử lý chuyện khác hạn trong đó một cái quan trọng nhất chính là xin nhãn hiệu từ lúc ban đầu tìm hán thương sinh sản túi giấy đóng gói thời điểm nàng cũng đã nghĩ đến phẩm bài vấn đề ở đồ trang điểm loại này mỹ trang lĩnh vực khả năng bây giờ còn nhìn không ra cái gì rất lớn trên lệch nhưng là tô tình lấy người từng trải thân phận tự nhiên rất rõ ràng cũng có một phẩm bài tầm quan trọng thay lời khác mà nói rất nhiều người mua đồ trang điểm nếu không là bài tử hóa nhân gia căn bản sẽ không cân nhắc mà chỉ cần khai hỏa danh vọng sinh ra phẩm bài hiệu ứng về sau phát triển nhất định hội thuận lợi rất nhiều xuất phát từ điểm ấy tô tình suy tư thật lâu về sau rốt cục định ra rồi cuối cùng tên sơ nghiên nàng hiện tại cũng không tưởng nhiều như vậy thầm nghĩ tại đây phiến lĩnh vực còn chưa khám phá thời điểm cướp đến nhất tiểu khối bánh ngọt nàng hy vọng nhân gia muốn dùng đến đồ trang điểm thời điểm cái thứ nhất có thể nghĩ đến sơ nghiên tên đương nhiên con đường này còn thật dài lâu nhưng lại giống như gần ngay trước mắt còn có một chuyện rất trọng yếu kỳ thực cũng đã lửa xém lông mày thì phải là thuộc loại bản thân cửa hàng về điểm này tô tình từ lúc thật lâu trước kia liền bắt đầu suy xét nhưng nàng cuối cùng lựa chọn ở bách hóa trong đại lâu khai quầy chuyên doanh nguyên nhân còn là vì có chút cẩn thận càng trọng yếu hơn chính là không có tiền dù sao giống loại này ngay từ đầu liền hướng xa hoa khai phá sản phẩm nàng cũng không thể tùy tiện tìm một chỗ liền bắt đầu bán bất luận là phụ cận ở lại đám người cùng dòng người lượng đều là một cái trọng yếu suy tính, mà loại này phồn hoa đoạn quan điếm thuê. Chính là cùng vấn đề, quan trọng nhất còn có trang hoàng. Mà lấy này hai ngày tiêu thụ tình huống đến xem, quả thật là một cái tốt lắm khai đoan, mặc dù cách hỏa bạo còn kém rất xa, nhưng là đủ để duy trì một cái cửa hàng cơ bản chi tiêu. Tô tình cuối mâu trầm tư, dưới chân không khỏi qua lại đi lại, suy tư về sự tình có thể làm tính qua thật lâu sau nàng vẫn là tạm thời đem chuyện này cấp mắc cạn dù sao mới vừa mới bắt đầu khách nguyên cũng không có ổn định xuống ngay cả lúc ban đầu mua sản phẩm nhân cũng còn không có xuất ra hồi quỷ, nếu nàng chợt chuyển đi sợ là hội tổn thất một số lớn lưu lượng khách bất quá tạm thời mắc cạn không có nghĩa là cái gì cũng không làm tô tình vẫn là ở ngầm lặng lẽ bắt đầu quan sát đến thích hợp địa phương ngày liền như vậy mỗi một ngày đi qua giống như cùng dĩ vãng mỗi ngày đều giống nhau nhưng lại giống như không giống với ở mọi người đều đang vội còn sống vì bản thân tiền đồ làm chuẩn bị thời điểm tô tình cũng vì sự nghiệp phát triển không ngừng cấp bản thân nạp điện học tập cùng với mà đến là càng ngày càng cổ bóp tiền mỗi lần xem trong sổ tiết kiệm chậm rãi dâng lên chữ số nàng đều có một loại từ nội mà phát kiên định cảm tuy rằng mỗi ngày đã ở nhớ thương cố chiến tình huống nhưng cũng là bởi vì bận rộn mà hòa tan kia vừa dâng lên thương cảm ngay tại nàng cho rằng lại là không có tin tức một ngày thời điểm, trên trời liền cho nàng một cái thật to kinh hỉ. Hôm nay, tô tình giống thường ngày, cầm bản thân sách vở theo nhà ăn hướng ký túc xá phương hướng thông thả đi đến. Bên cạnh Tôn Ngọc Trân cùng Vu Sang ở liếu triếu thảo luận hôm nay nghe được trọng tâm đề tài. Tôn Ngọc Trân thần bí hề hề nói, nghe nói hôm nay học cổng trường hơn gia bán quần áo quán nhỏ tử, lại tiện nghi lại đẹp mắt. Nghe được lời của nàng về sau, vu sang hưng phấn ngẩng đầu thật sự theo lần trước trở về về sau chúng ta đều không có đi dạo qua nếu không mau chân đến xem mấy ngày nay vu sang cũng không nhàn rỗi nàng ở trường học phụ cận tìm cái kim chức cho nên đỉnh đầu so trước kia dư giả rất nhiều chợt vừa nghe đã có tiện nghi quần áo bán tự nhiên rất là kích động tôn ngọc trân nói ta cũng vậy nghe người khác nói còn chưa có đi xem qua đâu trừ cái thời gian cùng nhau đi qua tốt lắm dù sao ngay tại trường học phụ cận nói xong nàng lại quay đầu hướng về phía tô tình hỏi tiểu tình ngươi đi sao nếu phía trước tôn ngọc trân khẳng định là sẽ không hỏi những lời này dù sao ban đầu tô tình rất tích cực tham gia loại này tập thể hoạt động nhưng gần nhất xem nàng giống như bề bộn nhiều việc bộ dáng cũng không biết có thể hay không tô tình cười cười gật đầu tốt chúng ta đang lúc nàng còn muốn nói gì thời điểm trong miệng nói đột nhiên dừng lại bởi vì nàng ở phía trước thấy một cái rất quen thuộc thân ảnh nàng dùng sức chớp chớp mắt có chút không dám tin chờ thật sự xác nhận nhân về sau mới nhắc tới bước chân cấp tốc tiêu sái tiến lên nghe được một nửa bên cạnh đột nhiên không có thanh âm tôn ngọc trân tò mò quay đầu chúng ta cái gì a à? lời của nàng âm còn chưa rơi xuống liền nhìn thấy tô tình bá một chút nhảy lên đi ra ngoài nàng gãi gãi đầu rất là không hiểu ai ngươi chạy cái gì a à? nói xong liền lôi kéo vu sang cũng đi theo chạy đi qua. Đứng ở ký túc xá dưới lầu đúng là cố chiến, hắn từ đáp ứng rồi hứa lão đề nghị về sau liền bị an bày đến một bí mật địa phương huấn luyện, cũng bởi vì giữ bí mật hiệp nghị, hắn có thể cùng trong nhà liên hệ cơ hội cũng càng ngày càng ít, thật vất vả có một lần nghỉ ngơi cơ hội, tự nhiên là ra roi thúc ngựa hướng kinh thành tới rồi, vợ còn hoài dựng, lại một người ở bên cạnh cũng không ai chiếu cố, tuy rằng biết hẳn là sẽ không có chuyện gì, khả hắn đáy lòng vẫn là thật lo lắng. Bởi vì không biết nàng mấy điểm hội ra vào ký túc xá, cho nên cố chiến cũng cũng chỉ có thể ở dưới lầu luôn luôn chờ, lặng lặng quan sát đến tô tình học tập địa phương. Không đợi hắn tưởng chút gì đó, đột nhiên theo phía sau vương một đôi trắng nõn thủ, trước mắt hắn nhất thời nhất hắc. Lấy của hắn tính cảnh giác ở sau lưng có người tới gần thời điểm liền đã nhận ra, nhưng là nghe được kia cố ý phóng kinh quen thuộc tiếng bước chân, hắn kia buộc chặt thân thể lại phóng nới lỏng, khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên. Tô tình đi lên phía trước thời điểm thấy hắn luôn luôn đưa lưng về phía bản thân, trong lòng về điểm này đồng thú nhất thời lên đây, kiển mũi chân che đưa tay ánh mắt hắn, đè thấp thanh âm nói, sai sai ta là ai? Cố chiến cười nắm giữ trước mắt thủ, trầm thấp nở nụ cười một tiếng, vợ. Nói xong liền kéo xuống tay nàng, xoay người đem nhân ôm vào trong ngực, mặt vùi vào mái tóc của nàng trung. Ở ôm lấy kia mang theo điểm nhiệt độ cơ thể mềm mại thân thể thời điểm, luôn luôn mỏi mệt tinh thần mới rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Vốn cô tình còn tưởng cười hắn làm chi nhanh như vậy nói ra, nhưng là ở cảm giác được phía trước nhân kia mỏi mệt thần thái thời điểm liền đem lời nuốt ở tại miệng, đưa tay nắm ở của hắn thắt lưng, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Hai người lặng lặng ôm, ai cũng không nói chuyện. Mà này ấm áp một màn cũng không lâu lắm liền bị hai cái, không thức thời, nhân đánh vỡ. Tôn Ngọc Trân đi theo Tô Tình đi nhanh chạy tới, bởi vì thật sự lâu lắm không vận động, mới như vậy một đoạn đường nàng liền thở hổn hển, nàng dừng bước lại chống tại bản thân trên đầu gối đại thở hổn hển, đang lúc nàng muốn nói gì thời điểm, bên cạnh Vu Sang kéo kéo của nàng tay áo. Tôn Ngọc Trân nghi hoặc hỏi, như thế nào? Vu Sang không có trả lời nàng, mà là ánh mắt tỉnh thật to như là nhìn đến cái gì bất khả tư nghị sự tình giống nhau. Gặp quỷ sao ngươi? Thấy nàng bộ này biểu cảm, Tôn Ngọc Trân chạy nhanh theo ánh mắt của nàng nhìn đi qua, bỗng chốc liền gặp được phía trước ôm nhau hai người. Xem trước mắt tình cảnh này, nàng không khỏi há to miệng ba, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Các nàng đều là biết tô tình đã lập gia đình chuyện, nhưng là luôn luôn đều chưa thấy qua trượng phu của nàng lớn lên trong thế nào, mà hiện tại này tình huống, có mắt nhân có thể đoán được đó là nàng trượng phu không thể nghi ngờ, điểm ấy không là các nàng kinh ngạc, dù sao thê tử mang thai, quá đến xem cũng là bình thường các nàng sở dĩ như vậy khiếp sợ thật sự là này ký túc xá dưới lầu này ôm ở cùng nhau có chút quá mức thôi không gặp bên cạnh đi ngang qua mọi người tốt khí xem thượng vài lần sau hơn nữa thân là bạn cùng phòng các nàng lưỡng cũng không thể không đánh một tiếng tiếp đón liền trực tiếp trở về đi cho nên hai người chỉ có thể kiên trì tiến lên cách vài bước xa địa phương tôn ngọc trân xấu hổ nói tiểu tiểu tình a à. nghe được bên cạnh thanh âm tôi tình theo bản năng ứng một câu thế này mới phản ứng quá tới nơi này là ký túc xá dưới lầu nàng chạy nhanh theo buông lỏng tay ra hướng lui về sau mấy bước so với người khác nàng ngược lại một mặt bình tĩnh một điểm bị vây xem ngượng ngùng đều không có gặp nàng như vậy tôn ngọc trân cùng vu sang hai người yên lặng không nói gì cảm thấy bản thân mới là chuyện bé xé to điểm cô tình kéo qua cố chiến cánh tay hào phóng giới thiệu nói đây là ta trượng phu cố chiến cố chiến phản tay nắm giữ nàng thế này mới ngẩng đầu nhìn phía trước hai người nói các ngươi hảo tôn ngọc trân vu sang nhìn thấy đối diện nhân bộ dáng về sau khí thế nhất thời yếu đi xuống dưới nói quanh co nói ách ngươi nhĩ hảo cô tình hướng các nàng ngượng ngùng cười cười nếu không các ngươi đi về trước nghe thế câu hai người như trút được gánh nặng chạy nhanh gật gật đầu hảo 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 nói xong chạy đi liền chạy tuy rằng các nàng cũng không biết bản thân ở chạy cái gì nhưng luôn cảm thấy vừa rồi ra tiếng nhắc nhở bọn họ tách ra một thắt kia thân thể một trận rét rung bất quá trở lại ký túc xá về sau các nàng lại mãn huyết phục sinh liền vừa rồi tình cảnh nhiệt liệt thảo luận